theo. Minh Phù đặt tay lên tay nắm cửa, quét vân tay, nghe thấy tiếng cạch của ổ khóa mở, rồi cô bước lùi lại, sao anh không tự mở? Đây đâu phải nhà cô. Lúc phẫu thuật cô bị một vết cắt, không mở khóa được. Trần Tự Chu lật tay lên, lòng bàn tay hướng lên, Minh Phù mới thấy ngón cái anh có dán băng cá nhân. Minh Phù cau mày, định hỏi xem có nghiêm trọng không, thì nghe Trần Tự Chu chậm rãi bổ sung thêm, chảy máu nhiều lắm đấy. Anh vừa nói vậy, Minh Phù ngược lại không còn quan tâm nữa. Lotus luôn trông chừng ở nhà, nghe thấy tiếng mở khóa đã chạy ra cửa chờ, nhưng chờ cả buổi không thấy cửa mở, nó bắt đầu dùng chân cào cửa, thản nhiên nhìn Trần Tự Chu một cái, vậy lát nữa anh uống nhiều canh vào, bổ móng. Nói xong, cô mở cửa bước vào. Trần Tự Chu đứng đó ngẩn người một lúc, lập tức cúi đầu cười khẽ một tiếng. Cô gái nhỏ vẫn luôn có cá tính như thế. Ngồi xếp bằng trên thảm, lướt điện thoại đọc tin tức xã hội, Lotus nằm cạnh, đầu gối trên đùi cô. Lông của Lotus dài và dày, nhưng Minh Phù không thấy nóng, tay cô thì nhẹ nhàng xoa đầu nó, khiến Lotus thích thú chỉ còn biết híp mắt lại. Hôm nay còn sớm, mặt trời bên ngoài chưa hoàn toàn lặn, những tia nắng cuối ngày len lỏi qua cửa sổ sát đất, chiếu vào người Minh Phù. Ánh nắng vàng ấm áp khắc họa những đường nét mềm mại của cô, từng sợi lông tơ trên mặt hiện rõ, cô cúi đầu, đường cong ở cổ và vai tạo thành một đường nét đẹp mắt. Đẹp như một bức tranh. Trần Tự Chu bất giác dừng bước, tựa vào tường ngắm cô. Như thể muốn bù đắp những năm tháng đã bỏ lỡ. Mắt nóng bỏng của anh không thể không nhận ra, không lâu sau Minh Phù phát hiện, ngẩng đầu nhìn qua. Khi chạm phải ánh mắt cô, Trần Tự Chu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đi về phía cô như thể vừa bước ra từ bếp. Anh đá nhẹ vào Lotus, đi ra chỗ khác. Lotus quay đầu nhìn anh, thấy vui vẻ rời khỏi đùi Minh Phù. Trần Tự Chu đặt được ĩa trái cây lên bàn, chỉ tay ra sau Minh Phù, nằm lên ghế sofa đi. Minh Phù vừa di chuyển vừa hỏi, làm gì vậy? Đã nói rồi mà, gội đầu cho cô. Minh Phù ngừng lại, không cần đâu, lát nữa về tôi nhờ Lộ Lộ giúp là được rồi. Sao mà nói nhiều thế? Trần Tự Chu cầm nĩa đâm vào quả cà chua bi đưa lên miệng Minh Phù, há miệng. Minh Phù cắn quả cà chua bi, nước chua ngọt bùng nổ trong miệng. Giọng dạy dỗ của Trần Tự Chu vẫn tiếp tục, cô ấy là bác sĩ à? Nếu vết thương trên trán bị dính nước, cô muốn nhập viện lần nữa hay sao? Không thể nghiêm trọng đến thế chứ. Minh Phù thầm nghĩ, nhưng không dám nói ra. Nếu cô phản bác, dù chỉ một dấu câu, chàng công tử này cũng có thể đưa ra hàng loạt lý do để phản bác cô. Ngọt không? Anh hỏi. Ý chỉ quả chua bi. Nhưng cũng hơi chua. Trần Tự Chu gật đầu, được rồi, nằm xuống đi. Minh Phù ngoan ngoãn theo lời Trần Tự Chu nằm xuống ghế sofa, tháo dây buộc tóc, tóc xõa ra, trải trên ghế. Trần Tự Chu lấy một thùng nước nóng đặt cạnh ghế sofa, đưa chân qua bên cạnh, kéo ghế đôn sofa ngồi xuống. Anh mở rộng chân, chống khuỷu tay lên đầu gối, vén tóc Minh Phù gọn gàng, rồi dùng một tay nâng đầu cô. Cảm nhận ngón tay anh lướt qua gáy, Minh Phù vô thức căng người. Trần Tự Chu dùng đầu ngón tay điểm nhẹ vào gáy cô, thả lỏng đi. Anh móc nước rồi từ từ xuống, nước có lạnh không? Dòng nước ấm trượt qua, thần kinh căng thẳng của cô dần thả lỏng. Không lạnh. Trần Tự Chu chưa bao giờ gội đầu cho ai, động tác có chút vụng về, cẩn thận xoa bóp tóc Minh Phù, thân trên nghiêng về phía trước, hơi thở ấm áp phả lên trán cô. Như chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, khiến lòng người ngứa ngáy. Minh Phù ngước nhìn lên, thấy anh nhíu mày, ánh mắt đầy nghiêm túc, như thể đang làm một việc rất quan trọng, sống mũi cao và thẳng, đôi môi mỏng mím chặt. Phát giác được cô đang nhìn mình, mặt mày Trần Tự Chu nhíu lại rồi thả lỏng, cong khóe miệng, nhìn gì vậy? Bị bắt quả tang, Minh Phù lập tức rời mắt, hàng mi khẽ run, không nhìn gì cả. Tiếng cười khẽ vang lên trên đỉnh đầu, khiến mặt Minh Phù nóng bừng. Cô liếc thấy đờ ĩa trái cây trên bàn trà, liền với tay lấy một quả cà chua bi. Do góc độ không chuẩn, Minh Phù vô tình làm rơi cái nĩa xuống đất, phát ra tiếng đinh đang trong trèo. Minh Phù như đứa trẻ làm sai, tay lơ lửng giữa không trung, ngượng ngùng, xin lỗi, tôi không cố ý. Ai trách cô đâu, Trần Tự Chu móc nước xả sạch bọt xà phòng cho cô, dùng tay mà ăn, bây giờ tôi không có thời gian lấy nĩa mới cho cô. À, Minh Phù đành dùng tay cầm một quả cà chua bi khác đưa vào miệng. Vị chua chua ngọt ngọt, làm cô ăn một cách ngon lành, hết quả này đến quả khác. Khi cô đang ăn say sưa, Trần Tự Chu bất ngờ lên tiếng, tôi cũng muốn. Minh Phù không kịp phản ứng, hả? Trần Tự Chu liếc mắt nhìn đờ ĩa trái cây, ra hiệu, đốt tôi một quả. Đốt thì không vấn đề gì, nhưng không có gì để đốt cả. Minh Phù cầm quả cà chua bi, ngập ngừng, định nói để lát nữa gội đầu xong thì lấy nĩa mới,
Nghe Trần Tự Chu mở miệng thúc giục, nhanh lên, dùng tay đưa cho tôi. Không biết anh muốn ăn loại nào, anh muốn ăn loại nào? Trần Tự Chu liếc nhìn đờ ĩa trái cây, suy nghĩ một lúc rồi quyết định, cà chua bi. Minh Phù nghe lời, lấy một quả cà chua bi đút cho anh. Sợ không chính xác, cô nhìn lên, cẩn thận đưa quả cà chua bi đến gần miệng anh, nè. Trần Tự Chu liếc mắt, há miệng cắn lấy quả cà chua bi từ tay cô, môi anh chạm vào ngón tay cô, lưỡi anh vô tình lướt qua đầu ngón tay cô, rồi nhanh chóng buông ra, khuôn mặt vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra. Như thể anh không nhận ra hành động vô tình đó. Cảm giác ướt át còn đọng lại trên ngón tay, tim Minh Phù đập mạnh, dừng một chút liền rụt tay về. Cô há to miệng, lại không biết nói gì. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên từ trên cao, mang theo chút vui vẻ. Tai nạn xe hơi lần này, Minh Phù bị Từ Thu Hoành ra lệnh phải ở nhà dưỡng thương, chưa khỏi hẳn thì không được quay lại văn phòng luật làm việc. Những vụ án mà cô đang phụ trách cũng được phân công cho các anh chị khóa trên, còn những vụ không gấp thì đợi cô quay lại rồi bắt đầu cũng không muộn. Từ khi đi làm, cô chưa bao giờ có một kỳ nghỉ đúng nghĩa, ngày làm việc bận rộn không ngừng, cuối tuần thì vùi đầu vào hồ sơ, ngay cả dịp Tết cũng không nghỉ ngơi. Lần này bị thương lại khiến Minh Phù thực sự có một kỳ nghỉ hoàn toàn. Cô từ một người bận rộn không ngừng như con quay nhỏ bỗng chốc trở thành người rảnh rỗi không việc làm. Mỗi tối sau khi tan làm, Trần Tự Chu đều gọi Minh Phù sang ăn cơm, thay đổi món canh cho cô, với lý do phong phú đến nỗi cô không biết từ chối từ đâu. Thật ra cô cũng không thật sự muốn từ chối, chỉ là muốn cho mình một cơ hội hợp lý và bị động để ở bên Trần Tự Chu. Minh Phù đôi khi cảm thấy mình thật phiền phức, cô không ngốc, nhận ra những thay đổi và chiêu chọc của Trần Tự Chu kể từ sau vụ tai nạn, nhưng cô lại không dám tiến thêm bước nữa, cũng không nỡ từ bỏ. Chỉ đành sống từng ngày như vậy. Cô trao quyền lựa chọn cho Trần Tự Chu, có lẽ khi nào anh chán, cô mới có thể giải thoát một lần nữa. Vết thương trên trán Minh Phù hồi phục khá tốt, nhưng trong quá trình lành lại rất ngứa, điều này không thể tránh khỏi. Ngứa còn khó chịu hơn đau, khiến Minh Phù vô cùng bực bội, nhưng tính cách cô luôn điềm đạm, hiện tại lại không có công việc để phân tâm, cô bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Cả ngày, dọn dẹp từng ngóc ngách trong nhà, làm cho toàn bộ ngôi nhà trở nên mới mẻ. Đào Lộ cầm ly nước đi ra lấy nước, nhìn sàn nhà sáng bóng đến mức có thể soi bóng người, lại cảm thán về tài nội trợ của Minh Phù, bé Phù. Ai cưới được cậu đúng là tích đức tám đời, sàn nhà này sáng bóng đến nỗi mình không dám bước mạnh, sợ bị trượt ngã. Minh Phù đang cầm túi rác ra ngoài, nghe vậy liền cười nói, vậy cậu phải cẩn thận đấy, đừng đến lúc đó lại bắt đền mình. Thì cậu chỉ còn cách chịu trách nhiệm với mình cả đời thôi. Đào Lộ nhanh chóng đi tới mở cửa cho cô, cười hi hi hai tiếng, nghĩ cũng không tệ nhỉ. Minh Phù suy nghĩ vài giây, mặt nghiêm túc, vậy có lẽ đến lúc đó bác trai bác gái sẽ đến phá đám đôi uyên ương. Đào Lộ nắm tay thành nắm đấm, mình sẽ bảo vệ cậu. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, mau đi uống nước đi. Minh Phù kéo hai túi rác ra thùng rác ở hành lang, vừa quay lưng đi về phía nhà được hai bước thì nghe thấy tiếng thang máy. Ở Thiên Thông Uyển, dùng thang máy cần quẹt thẻ, mỗi thẻ tương ứng với một tầng, nếu muốn đến tầng khác thì phải leo cầu thang hoặc nhờ người khác đón. Tầng 12 ngoài cô và Đào Lộ, chỉ còn Trần Tự Chu. Minh Phù nhìn về phía thang máy. Quả nhiên là anh. Trần Tự Chu dựa vào tường, đầu cúi thấp, mày nhíu chặt, không biết có phải do vấn đề ánh sáng trong thang máy hay không, mà mặt anh trông trắng bệch. Minh Phù nhớ lại trước đây Trình Lý có nói anh bị hạ đường huyết, lập tức quên hết mọi e ngại, vội chạy tới, Trần Tự Chu. Không phản hồi cô. Minh Phù nắm lấy cánh tay anh, khẽ lay, Trần Tự Chu. Tỉnh lại đi, anh sao vậy? Đôi mắt gần đó từ từ mở ra, khi thấy người trước mặt, Trần Tự Chu đứng thẳng dậy, nhưng ngay sau đó, ngã vào người Minh Phù. Dù anh gầy nhưng với chiều cao hơn 1m8, nửa trọng lượng cơ thể anh đè lên Minh Phù khiến cô lùi lại hai bước, cả thang máy cũng lắc lư nhẹ. Minh Phù giật mình, không để ý đến tư thế thân mật của họ lúc này, hai tay cô nắm lấy cánh tay anh lại bị hạ đường huyết sao? Ra ngoài trước được không? Đầu của Trần Tự Chu gục vào hõm vai cô, cọ cọ, lẩm bẩm, cả ngày ở trong phòng phẫu thuật, chưa ăn gì, không đi nổi. Giọng nói mơ hồ nghe như đang làm nũng. Đêm qua anh trực đêm, ăn tối cùng Minh Phù xong thì đi đến bệnh viện. Minh Phù tưởng rằng anh đã về nhà từ sáng sớm hôm nay, không ngờ anh lại ở lại bệnh viện cả ngày. Lời nói của người đàn ông mang theo hơi thở nóng bỏng, phả lên cổ Minh Phù, tóc ngắn cứng của anh khiến cô cảm thấy ngứa ngáy. Cô không nhịn được rụt cổ lại, giọng nói trở nên dịu dàng, như đang dỗ trẻ con, vậy để tôi đỡ anh, không thì cũng không thể đứng mãi trong thang máy được. Trần Tự Chu hơi dùng lực, rời khỏi tay cô đang nắm lấy mình, sau đó ôm lấy eo cô, đáp lại một tiếng, được. Tay người đàn ông đặt trên eo Minh Phù, kéo cô vào lòng, hai thân thể dán chặt vào nhau.
Minh Phủ cứng đờ, cố gắng dịch tay Trần Tự Chu lên vai, anh dựa vào vai tôi đi. Không, như vậy không thoải mái. Thấy anh khó chịu như vậy, Minh Phủ cũng không đòi hỏi thêm, cô vất vả quay đầu nhìn thang máy, tay sau ấn nút mở cửa, vừa kéo vừa đỡ Trần Tự Chu ra khỏi thang máy. Trong khoảnh khắc liếc thấy có một bóng người ở cửa nhà, cô nghiêng đầu. Đào Lộ đang cầm ly nước, nhìn hai người ôm nhau trong hành lang với vẻ mặt mờ ám, thấy Minh Phủ nhìn qua, cô ấy lập tức làm mặt tinh nghịch, nháy mắt liên tục. Lúc này Minh Phủ cũng không có thời gian để ý đến việc bị Đào Lộ nhìn thấy, gọi cô ấy lại, Lộ Lộ, qua đây giúp mình một tay. Đào Lộ nghe vậy, một giây trước còn đang bay loạn hiếu động, một giây này lập tức trở nên nghiêm túc, mình vừa nhớ ra là mình còn chưa cúp điện thoại với biên tập, phải tiếp tục bàn chuyện đã, không giúp được cậu rồi, bé Phù. Nói xong, cô ấy xoay người rất nhanh, cầm ly nước trở về phòng. Phải một mình vất vả đưa Trần Tự Chu về nhà, mở khóa vân tay vào cửa. Lotus nhanh chóng chạy đến, thấy hai người đang dính chặt vào nhau, im lặng một lúc rồi bắt đầu sủa to. Lotus, yên nào, đừng kêu. Minh Phù vừa đỡ Trần Tự Chu về phía ghế sofa vừa chú ý Lotus, sợ dẫm phải nó. Lotus, đừng chạy vòng quanh nữa, tự chơi một mình đi. Lần đầu tiên Lotus không nghe lời Minh Phù, vẫn tiếp tục chạy vòng quanh họ. Minh Phù cảm thấy cả người lẫn chó đều khó chịu. Khó khăn lắm mới đưa được Trần Tự Chu đến ghế sofa. Minh Phù vỗ nhẹ tay anh đang ôm eo cô, buông tay ra. Anh ngồi nghỉ trên ghế một chút, tôi đi làm chút đồ ăn cho anh. Cô gái nhỏ vừa thơm vừa mềm, cảm giác ôm trong lòng thật tuyệt. Anh tham lam muốn giữ lấy thêm chút nữa, nhưng lại sợ quá đà, đành buông tay. Tay vòng qua eo thả xuống, Minh Phù đỡ anh ngồi xuống, xoay người vào bếp. Nghĩ rằng có lẽ cả ngày anh chưa ăn gì, cô nấu một bát mì và thêm một quả trứng. Không mất nhiều thời gian, mì đã xong. Khi cô bưng bát mì ra, Trần Tự Chu đã tựa vào ghế sofa ngủ thiếp đi, hơi thở đều đặn, rõ ràng là đã rất mệt. Minh Phù đặt bát mì lên bàn, suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn tới gần, nhẹ nhàng đẩy anh, ăn chút gì đi rồi vào phòng ngủ. Anh mơ hồ đáp lại, đợi chút. Thấy vậy, Minh Phù không nói gì thêm, đỡ anh nằm xuống, kéo rèm che sáng ở ban công lại, làm cho ánh sáng trong phòng khách giảm đi. Vậy tôi về trước, anh ngủ dậy rồi tự ăn nhé. Khi tiếng đóng cửa vang lên, người đàn ông nằm trên ghế sofa từ từ mở mắt, ánh mắt trong sáng, không hề có chút yếu đuối. Anh thực sự đã rất mệt, một ngày một đêm làm việc liên tục, đến ghế cũng không kịp chạm. Khi về nhà, chỉ muốn dựa vào thang máy nghỉ ngơi, nhưng chưa kịp mở mắt, thanh âm vội vàng của cô gái nhỏ liền chui vào trong tay anh trước một bước. Sau đó tiếp cận, quả thật là thử thách của anh. Rõ ràng, anh đã thành công. Lời dặn dò dịu dàng vẫn vang lên trong tai, Trần Tự Chu xoay nhẹ ngón tay từng ôm eo cô. Một lúc sau, anh giơ tay lên che mắt, khẽ cười. Đào Lộ như thể luôn đứng chờ ở cửa nhà, hoặc có lẽ chưa bao giờ vào trong. Minh Phù vừa về, đã thấy cô ấy từ từ đi ra khỏi phòng ngủ. Bạn học Trần đồng ý cho cậu về rồi. Anh ấy ngủ rồi, Minh Phù nhìn cô ấy, như đang trách cứ việc cô vừa rồi không giúp đỡ. Đào Lộ làm dấu ích trước ngực, đừng nhìn mình như thế, nếu mình qua giúp thì thật là không biết điều. Hơn nữa, mình qua đỡ người thì chẳng ra thể thống gì cả. Minh Phù lần này không giải thích gì thêm, xoay người vào bếp rót nước uống. Đào Lộ đi theo sau cô, đột nhiên hỏi, bé Phù, thật ra cậu cũng thích Trần Tự Chu phải không? Tay Minh Phù cầm ly bỗng nhiên siết chặt, không trả lời. Đào Lộ cũng không cần cô trả lời, cậu không nói mình cũng nhìn ra được, mình có hỏa nhãn kim tinh mà. Minh Phù uống một ngụm nước, không phủ nhận cũng không thừa nhận, ngược lại còn đùa, khi nào đi luyện được ở Thái Thượng Lão Quân vậy? Đào Lộ đếm ngón tay, chắc là 500 năm trước rồi. Minh Phù cười rộ lên, vậy khoảng cách thế hệ giữa chúng ta chắc lớn lắm. Sao lại thế? Mình là cô gái xinh đẹp biết theo kịp thời đại mới mà. Được rồi, cô gái xinh đẹp, mình còn chút việc chưa dọn xong, mình về phòng trước đây. Minh Phù cầm ly nước bước qua Đào Lộ, khi tới cửa phòng ngủ, Đào Lộ đột nhiên gọi cô lại, bé Phù, trốn tránh không thể giải quyết vấn đề được. Minh Phù dừng lại, quay đầu, gì cơ? Đào Lộ bình tĩnh nhìn cô vài giây, nét mặt đột nhiên nghiêm túc, mặc dù mình không hiểu vì sao một người ngoài cuộc như mình lại có thể nhìn rõ ràng mọi thứ như vậy, còn cậu thì cứ mãi phủ nhận và trốn tránh. Nhưng nếu cậu không có can đảm thử, cậu sẽ không hối hận sao? Cậu thích một người, chẳng lẽ chưa từng nghĩ sẽ ở bên người ấy sao? Minh Phù cúi đầu, mắt nhìn lơ đễnh vào một điểm, không nói gì. Đào Lộ quan sát biểu cảm của cô, tiếp tục, giống như cậu từng nói, yêu một lần đã là điều tốt đẹp, vậy tại sao cậu không thử khi anh ấy cũng thích cậu? Dù có thể không ở bên nhau mãi mãi, ít nhất khi nhìn lại, cậu đã từng có anh ấy. Ánh mắt Minh Phù dần dần tập trung, nhìn vào mặt lắc lư trong ly. Trong suốt,
liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến tận đáy. Có hối hận không? Minh Phủ không biết phải trả lời câu hỏi đầy ẩn số này như thế nào. Nhưng cô có thể chắc chắn rằng cô đã nghĩ về việc ở bên Trần Tự Chu. Không chỉ một lần, mà là rất nhiều lần. Nếu đã vậy, tại sao cô không thử? Dù sau này có chia tay, cô cũng sẽ có nhiều kỷ niệm về khoảng thời gian bên Trần Tự Chu để an ủi. Có những điều khi do dự quá lâu, không thể đưa ra quyết định, chẳng qua là vì không dám bước thêm một bước cuối cùng. Giờ đây, đào lộ đã đẩy cô một cái, cô giống như không còn lý do gì để tiếp tục đứng yên tại chỗ. Sau một lúc lâu, cô ngẩng đầu lên, mỉm cười với đào lộ, mang theo sự nhẹ nhõm sau khi thông suốt, mình biết rồi, lộ lộ, cảm ơn cậu. Sau, Minh Phù mơ màng chờ mình trên giường. Mở WeChat, Minh Phù theo thói quen nhìn lên đầu danh sách. Thật sự có hai tin nhắn chưa đọc, gửi lúc 8 giờ sáng. C. Sáng nay tôi có ca phẫu thuật, không thể đi cùng cô Tháo chỉ. Cô qua trực tiếp đến phòng ngoại một tìm bác sĩ Tôn, tôi đã nói trước với cô ấy rồi. Thật ra Minh Phù cảm thấy việc Tháo chỉ của cô là một chuyện nhỏ, không hề nghĩ đến việc cần có người đi cùng. Nên khi thấy Trần Tự Chu giải thích và sắp xếp chu đáo, cô còn chưa kịp phản ứng. Sau khi đã quyết định một điều gì đó, tâm trạng Minh Phù trở nên thoải mái hơn nhiều. Giờ đây khi thấy tin nhắn của Trần Tự Chu cũng không còn cẩn trọng như trước. Cô lướt điện thoại, gửi một biểu tượng cảm xúc. Trăng sáng chiếu hoa sen, mèo đào ngọt gật đầu dây. Ở phòng khám mở, không thấy bác sĩ, chỉ có một y tá. Minh Phù đứng ở cửa, gõ hai cái, chào cô, cho hỏi bác sĩ Tôn có ở đây không? Bác sĩ Tôn vừa đi làm việc rồi, cô có việc gì không? Tôi đến tìm cô ấy Tháo chỉ. Y tá đứng dậy từ ghế, à, tôi biết rồi, cô là người mà bác sĩ Trần nói đến phải không? Minh Phù sửng sốt một chút, gật đầu. Có bệnh nhân cấp cứu mới đến, không đủ người, bác sĩ Tôn vừa qua giúp, nhưng trước khi đi đã dặn dò, cô vào ngồi đi, tôi sẽ tháo chỉ cho cô, hoặc cô có thể đợi bác sĩ Tôn về, nhưng ca phẫu thuật kết thúc lúc nào thì không chắc. Minh Phù không yêu cầu ai tháo chỉ cho cô, hơn nữa là người mà bác sĩ Tôn dặn dò, đương nhiên cô không muốn làm mất lòng đối phương, không sao, cô tháo cho tôi đi. Cô đi vào ngồi xuống, y tá đứng trước mặt cô, từ từ gỡ miếng băng dán trên trán. Có lẽ vì đều là con gái, y tá thấy Minh Phù một mình đi tháo chỉ, không khỏi có chút đau lòng, sợ cô sợ hãi nên bắt chuyện để phân tán sự chú ý. Cô là bạn của bác sĩ Trần phải không? Đúng vậy. Vậy cô là bạn gái của anh ấy à? Hả, Minh Phù không hiểu tại sao y tá lại hỏi như vậy, tay đặt trên đùi nắm chặt, không phải. Ồ, vậy mà không phải sao? Y tá tưởng mình chạm đến trung tâm của một câu chuyện, nhưng lại nhận được câu trả lời phủ định, vừa tháo chỉ cho Minh Phù vừa lẩm bẩm. Vậy là ai nhỉ? Chẳng lẽ là bác sĩ Đinh? Hai người họ hình như cũng quen nhau lâu rồi, có thể là... Tiếng nói của y tá phía sau gần như tiếng muỗi kêu, nhưng trong tay Minh Phù lại như sét đánh giữa trời quang, làm tai cô nhất thời mất thính lực. Cô phải mất một lúc mới tìm lại được giọng nói của mình, anh ấy có bạn gái rồi à? Hình như là vậy, trong viện ai cũng đồn anh ấy có bạn gái, cũng không thấy anh ấy giải thích gì, đã một thời gian rồi. Y tá nói, nghe nói là từ thời đi học đã quen nhau. Nghe theo.
cũng chia tay, sau này vẫn phải tìm người cùng nghề. Minh Phù nhìn chằm chằm tin nhắn của Trần Tử Chu một lúc, gõ một chữ ừm, rồi lại xóa đi. Cuối cùng không gửi gì. Cô cắt điện thoại, bước về phía thang máy. Minh Phù theo dòng người bước vào thang máy, không bấm nút tầng, đứng lặng trong góc nhìn vào khoảng không. Đầu óc cô trống rỗng, không nghĩ gì cả. Thang máy lên rồi xuống, cửa mở rồi đóng, người trong thang máy thay đổi liên tục. Minh Phù không biết đã bao lâu trôi qua, cô mới tỉnh lại, không nhìn xem đang ở tầng nào, cứ thế bước ra. Chắc vì biểu cảm của cô quá mơ màng, một y tá chặn lại, cô gái. Có cần giúp gì không? Minh Phù lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo, cô chớp chớp mắt, hả? Không sao. Cô nhìn quanh, bảng chỉ dẫn hiển thị đây là tầng 7. Phòng làm việc của Trần Tử Chu ở tầng 7. Y tá hỏi cô muốn tìm khoa nào? Không, tôi vừa rồi suy nghĩ lung tung nên đi nhầm tầng thôi. Minh Phù nói, cảm ơn. Cô quay lại bên thang máy, chờ vài giây, thang máy đến nơi, nhưng Minh Phù đột ngột đổi hướng, bước về phía phòng làm việc của Trần Tử Chu. Y tá kia cũng chỉ nói, hình như, chưa chắc chắn. Minh Phù học luật nhiều năm, làm luật sư nhiều năm, hiểu rõ nguyên tắc phải dựa vào sự thật, không thể chỉ nghe lời một phía mà đưa ra kết luận vội vàng. Trần Tử Chu từng nói rõ vị trí phòng làm việc của anh, theo chỉ dẫn, Minh Phù tìm đến. Khi nhìn thấy cảnh tượng trong văn phòng, bước chân cô đột ngột dừng lại. Phòng ngoại tim là phòng làm việc chung của nhiều người, không gian rộng lớn, cửa mở toang. Trần Tử Chu ngồi bên tay trái đưa lưng về phía cửa, đầu cúi thấp, bên cạnh là một người phụ nữ cao gầy. Minh Phù không thấy biểu cảm của Trần Tử Chu, nhưng Đinh Hân đang cười, trông như đang nói về điều gì đó vui vẻ. Đinh Hân dường như phát hiện ra Minh Phù, liếc mắt về phía cửa, sau đó cúi xuống, chậm chậm tiến gần Trần Tử Chu. Cảnh tượng này trong mắt Minh Phù như được chiếu chậm, kéo dài và khó chịu. Cô thấy Đinh Hân cúi người, đưa tay định chạm vào Trần Tử Chu. Minh Phù chợt nhớ đến lần trở lại trường cấp 3 vào cuối tuần, Trần Tử Chu cũng gửi tin nhắn cho cô. Cô chưa kịp trả lời thì thấy người khác tỏ tình với anh. Và sau khi thi đại học, nửa đêm cô tìm Trần Tử Chu, định tỏ tình, lại biết anh sắp đi du học và việc anh theo đuổi cô chỉ là một vụ cá cược với bạn bè. Mỗi lần cô quyết tâm làm điều gì đó, hiện thực luôn cho cô một cú đánh mạnh, chặn lại bước chân cô vừa định bước ra. Như nhắc nhở cô không nên khao khát những gì không thuộc về mình. Minh Phù bỗng nhiên không còn dũng khí để nhìn tiếp, tay nắm chặt quay túi sách, móng tay đâm vào lòng bàn tay, cơn đau nhói chuyển đến não, cô xoay người rời đi. Im lặng không một tiếng động, không phát ra tiếng động nào. Trần Tử Chu ngồi trên ghế, vừa lướt màn hình kiểm tra danh sách tin nhắn, vừa nghe Đinh Hân kể về lễ kỷ niệm trường Đại học London. Thỉnh thoảng đáp lại một tiếng, ừ. Khung chat ghim đầu tiên vẫn không có tin nhắn mới. Anh mở khung chat của Minh Phù, thấy biểu cảm mèo ngồi xổm trong thùng giấy thò nửa đầu ra, khóe môi không kìm được mà cong lên. Cô gái nhỏ lại bắt đầu gửi cho anh những biểu cảm dễ thương như vậy. Đó là một dấu hiệu tốt. Đang suy nghĩ có nên gọi điện cho Minh Phù hay không, thì một bóng đen bỗng đổ xuống, Trần Tử Chu ngước mắt lên, thấy Đinh Hân sắp chạm vào mình, liền lùi lại. Tay Đinh Hân khựng lại giữa không trung, rồi rụt về tự nhiên, nhìn nhầm rồi, tưởng có gì trên tóc anh, định lấy giúp. Trần Tử Chu bình tĩnh nhìn cô ấy mấy giây, không cần, tôi không thích người khác chạm vào tôi. Vẻ mặt của Đinh Hân thoáng khựng lại, sau đó cười, vậy lần sau tôi nói anh tự xử lý. Vào tháng 7, thủ đô đã trở nên nóng bức không thể chịu nổi. Người đi đường mặc quần áo mát mẻ, bước chân vội vã như muốn nhanh chóng chui vào phòng máy lạnh để tránh cái nắng khó chịu. Minh Phù mặc áo dài tay và quần dài, dù phơi mình dưới ánh nắng nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Điện thoại trong túi cô rung liên tục. Minh Phù tưởng có ai gọi, lấy ra xem. Là tin nhắn trong nhóm chat của văn phòng, chỉ trong chốc lát đã có đến 50 tin nhắn. Cô mở ra xem. Từ Thu Hoành, thông báo khẩn. Thông báo khẩn, bên Thượng Hải có một buổi giao lưu kéo dài một tuần. Chiều nay xuất phát, có 2 suất, ai muốn đi thì nhanh chóng đăng ký với tôi. Đại Lưu, em cũng muốn đi, nhưng ngày mai em phải ra tòa rồi. Hà Lai, em cũng muốn đi, nhưng em còn phải viết luận văn tốt nghiệp. Tiền Kình, em cũng muốn đi. Nhưng vợ em sắp sinh, không thể đi được. Lý do rất đồng đều, liên tục xuất hiện. Từ Thu Hoành, các em đúng là lũ nhãi danh. Mỗi lần nhắc đến giao lưu là như đưa các em lên đoạn đầu đài vậy. Chẳng lẽ buổi giao lưu đó lấy mạng các em sao? Chu Ngạc Nhạc, bác Từ, là người đã học suốt 20 năm trời. Khó khăn lắm mới được giải phóng. Thật sự không muốn nghe các giáo sư lải nhải nữa. Thật sự không chịu nổi. Lý Kỳ, buổi giao lưu bằng lớp học bằng lấy mạng chúng em. Từ Thu Hoành, tôi không quan tâm. Ngoài thằng danh con phải ở lại chăm vợ sắp sinh, các em phải đẩy ra 2 người đi. Nhóm chat vừa sôi nổi lập tức im lặng,
như thể sự náo nhiệt vừa rồi chỉ là ảo giác. Minh Phù nhẹ nhàng vuốt ve khung điện thoại, gõ hai chữ và gửi đi. Minh Phù, em đi. Những người vừa biến mất lại xuất hiện. Chu Nhị Nhạc, luật sư Minh, chị là bệnh nhân, đừng tham gia góp vui, tránh ra tránh ra. Hà Lai, thêm một phiếu. Từ Thu Hoành, thêm hai phiếu. Minh Phù, hôm nay em đã tháo chỉ, không sao rồi. Buổi giao lưu cũng không cần làm gì, chỉ là nghe giảng thôi. Hơn nữa có hai suất, không phải chỉ mình em đi. Tin nhắn vừa gửi đi, phía dưới đã có một tin mới nhảy lên. Phùng Việt, em đi. Nhóm chat im lặng 2 giây, sau đó là hàng loạt biểu cảm vui mừng liên tục xuất hiện. Minh Phù, đúng là quên mất Phùng Việt. Nhưng tin nhắn đã gửi đi, công khai rút lại thì không hay. Hơn nữa, cô cũng cần thay đổi không gian để bình tĩnh lại. Minh Phù cảm thấy bản thân thực sự quá tệ. Khi gặp chuyện chỉ muốn trốn tránh, chẳng tiến bộ chút nào. Hèn nhát và nhút nhát. Nhưng cô thật sự không còn cách nào khác. Cô không muốn trở về đối mặt với Trần Tự Chu, cũng không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Tin nhắn mới trong nhóm xuất hiện là Từ Thu Hoành quyết định Minh Phù và Phùng Việt sẽ đại diện văn phòng luật Thụy Thăng tham gia buổi giao lưu lần này. Minh Phù trả lời, được, cô hít sâu một hơi, rồi đi ra lề đường để bắt xe. Cả buổi chiều, Trần Tự Chu không yên tâm chút nào, tin nhắn gửi cho Minh Phù mãi không được hồi đáp, anh không tránh khỏi cảm giác bồn chồn. Không kiềm chế được, anh gọi điện, nhưng chỉ nhận được giọng nói lạnh lùng của nữ máy móc báo rằng thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Ban đầu anh nghĩ có thể cô đang ngủ hoặc điện thoại hết pin, nhưng sau đó gọi thêm vài lần vẫn không có lần nào được bắt máy. Cảm giác hoảng sợ quen thuộc sau nhiều năm lại ập đến, Trần Tự Chu nhớ lại năm đó Minh Phù đột ngột bỏ đi không lời từ biệt, những cuộc gọi không được trả lời, cuối cùng chuyển thành số không liên lạc được, khuôn mặt anh lập tức trở nên tối sầm. May mắn là chiều nay anh không có ca phẫu thuật nào. Sau bao khó khăn cuối cùng cũng đến giờ tan làm, Trần Tự Chu vội vàng cầm chìa khóa xe lao thẳng đến Thiên Thông Uyên. Gõ cửa một lúc lâu, cuối cùng anh nghe thấy tiếng dép lê dẫm trên sàn nhà. Trần Tự Chu không tự chủ mà nín thở, anh hy vọng người mở cửa là Minh Phù. Cửa mở ra từ bên trong, Đào Lộ xuất hiện với vẻ mặt ngái ngủ, khiến trái tim Trần Tự Chu trùng xuống một nửa. Bạn học Trần, anh đến đây làm gì? Trần Tự Chu siết chặt quai hàm, lời nói như được nặn ra từ kẽ răng, Minh Phù đâu? Đào Lộ dựa vào cửa, tay lười biếng chỉ vào bên trong rồi lại chỉ ra ngoài, cô ấy đi rồi. Đào Lộ bị ánh mắt đột nhiên trở nên u ám của Trần Tự Chu dọa sợ, ngáp giữa chừng phải nén lại, sau đó thốt ra một câu. Anh không biết sao? Tọa đàm trong khuôn khổ hội nghị giao lưu được tổ chức tại trung tâm triển lãm của thành phố Thượng Hải, các văn phòng luật nổi tiếng trong ngành đều cử người tham dự. Những ngày trước đó, các hoạt động chủ yếu là trao đổi học hỏi, lắng nghe các giáo sư và luật sư hàng đầu phân tích các vụ án từ nhiều góc độ khác nhau. Trong quá trình phân tích, họ còn tương tác với khán giả bên dưới. Thật sự, không khác gì các buổi học ở trường. Đôi khi, những vụ án được phân tích có tính chất khá rùng rợn, để xoa dịu bầu không khí, sự tương tác giữa người trên sân khấu và khán giả dưới khán đài trở nên thường xuyên hơn. Đa số người tham dự hội nghị giao lưu là những người trẻ tuổi, thỉnh thoảng lại có vài câu chuyện cười từ mạng xã hội khiến mọi người bật cười, làm cho buổi giao lưu không quá khô khan. Đêm cuối cùng của buổi giao lưu là một buổi tiệc, sảnh tiệc được trang hoàng rực rỡ. Những người trong ngành tụ họp lại, căn phòng ngập tràn hương thơm và bóng dáng người đẹp. Minh Phù không ăn diện quá nhiều, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu trắng, kết hợp với một chiếc quần ống rộng màu nâu sẫm, chiếc thắt lưng màu nâu nhấn mạnh vòng eo thon gọn của cô, tóc cô được búi thấp sau gáy, trông đơn giản nhưng phảng phất nét lười biếng. Phùng Việt đứng cạnh Minh Phù, khi nhân viên phục vụ đi qua, anh lấy hai ly rượu, một ly đưa cho Minh Phù. Minh Phù nhận lấy, cảm ơn đàn anh. Sao không ăn diện đẹp hơn một chút? Các cô gái khác đều mặc váy cả, Phùng Việt nhấc ly rượu, ra hiệu về phía những phụ nữ trong sảnh tiệc. Không thích mặc váy, thế này là tốt rồi. Minh Phù không thích rượu, nhưng trong những dịp như thế này cũng không thể tránh hoàn toàn. Nhìn chất lỏng trong suốt trong ly, những bọt khí nhỏ bám vào thành ly, cô bỗng cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Cô nhấp một ngụm nhỏ, chất rượu lan tỏa khắp vị giác, sau vị chua nhẹ là vị ngọt mát, đôi mắt cô khẽ sáng lên, uống thêm một ngụm nữa. Phùng Việt thấy vậy, cười nhắc nhở, rượu này mạnh đấy, em uống chậm thôi. Anh Phùng, một giọng nam không chắc chắn vang lên từ phía sau họ, Minh Phù và Phùng Việt cùng quay đầu lại. Khi thấy rõ mặt, người đàn ông mỉm cười bước tới, đúng là anh, lúc mới vào em còn tưởng nhìn nhầm. Phùng Việt thoáng ngạc nhiên, Trình An, sao mấy ngày trước không thấy cậu? Trình An nâng ly rượu chạm vào ly của Phùng Việt, hôm nay em đến Thượng Hải công tác, nghe nói ở đây có buổi tiệc nên qua góp vui. Anh còn lạ gì em không thể ngồi nghe mấy buổi tọa đàm này được. Quả thật,
Hồi đi học cậu trốn học không ít lần, bị phạt chép hồ sơ. Bao nhiêu năm rồi mà anh còn nhắc chuyện đó? Trình An liếc nhìn Minh Phù, cảm thấy có chút quen mắt, cô này là... Phùng Việt giới thiệu, Minh Phù, chắc cậu đã nghe qua. Anh ấy lại giới thiệu Trình An với Minh Phù, Trình An, giám đốc pháp lý của tập đoàn Trình Thị. Luật sư Minh, ngưỡng mộ đã lâu, Trình An chìa tay về phía Minh Phù, đã sớm nghe nói trong giới có một thẩm giai nghi, tàn sát tứ phương, hôm nay mới được gặp người thật. Minh Phù nắm lấy tay anh ấy, chào anh. Hai người chỉ chạm tay nhẹ nhàng rồi buông ra, Trình An nhìn chằm chằm Minh Phù một lúc, tôi cảm thấy như đã gặp cô ở đâu đó rồi. Phùng Việt nhớ ra điều gì đó, bổ sung, chắc là gặp rồi, cô ấy cũng học ở Đại học Quốc lập Chính trị, hơn cậu hai khóa. Trình An gỡ bỏ nghi ngờ, hóa ra là đàn chị, thảo nào. Không xa đó có người chạy tới, Phùng Việt, ban tổ chức nghe nói học trò của giáo sư từ đến, muốn gặp mặt. Phùng Việt đáp lại, sau đó quay sang Minh Phù, muốn đi không? Tửu lượng Minh Phù không tốt, trong lòng đang chứa nhiều suy nghĩ, vừa rồi uống hai ly nên bây giờ hơi chóng mặt, anh đi đi, em muốn ra ngoài hóng gió một chút. Được, xong việc anh sẽ tìm em. Minh Phù rời đi, Trình An trêu chọc, người trong lòng hả? Phùng Việt nhìn theo bóng lưng của người phụ nữ đi xa, gật đầu, cậu nhận ra à? Chỉ có người mù mới không nhận ra thôi. Phùng Việt cười khổ lắc đầu, nhưng cô ấy không có tình cảm với tôi. Trình An khoác vai anh ta, con gái kiên định đến mấy cũng sợ đàn ông kiên trì theo đuổi. Cứ tiếp tục theo đuổi, không sợ cô ấy không đồng ý, vậy nhé, mấy ngày nữa là sinh nhật em, anh đưa đàn chị đến, em sẽ giúp anh. Phùng Việt cười, được thôi, xem ra lần trước giúp cậu chép hồ sơ không uổng công. Em có đức tính lớn nhất là biết ơn, Trình An búng tay một cái, cứ giao cho em, anh yên tâm. Trung tâm triển lãm nằm bên bờ sông, đứng trên ban công ngoài trời có thể nhìn toàn cảnh bờ sông về đêm. Ánh trăng lấp lánh chiếu xuống mặt nước, những chiếc du thuyền chạy trên sông thỉnh thoảng phát ra tiếng còi, gió đêm mang theo hơi ẩm thổi nhẹ lên mặt, có chút dính ướt. Minh Phù ngồi trên ghế sofa, nghiêng người tựa mặt vào lan can để giảm bớt cảm giác nóng trên má. Cô nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của các tòa nhà cao tầng trên mặt sông, tâm trí thả lỏng. Trong lúc đang dựa gối để trên đùi bắt đầu rung lên, Minh Phù lấy điện thoại ra, thấy thông báo cuộc gọi video thì mắt sáng lên. Cô chấp nhận cuộc gọi, một khuôn mặt trẻ con tràn đầy nụ cười lập tức oán hận đến trước mắt. Một giọng nói nhiệt tình vang lên ngay sau đó, bé Phù, mình nhớ cậu chết mất. Minh Phù mỉm cười, Hương Hương. Trịnh Nhan Hương nhìn ánh sáng yếu ớt phía bên Minh Phù, không hài lòng nhíu mày, cậu đang ở đâu vậy, sao đến giờ này chưa về nhà? Minh Phù giải thích, mình ở Thượng Hải tham gia một hội nghị giao lưu, xong việc sẽ về khách sạn. Cậu đi một mình à, có đồng nghiệp đi cùng không? Có mà, cậu yên tâm. Yên tâm thế nào được, giờ ngoài đường nhiều kẻ xấu lắm, bé Phù của chúng ta lại xinh đẹp thế này, nhỡ bị người ta bắt cóc thì mình biết khóc ở đâu. Minh Phù chỉ cười, không nói gì. À đúng rồi, mình có chuyện chính muốn nói với cậu, mấy ngày nữa mình sẽ về nước, cậu nhất định phải ra sân bay đón mình đấy. Giọng Minh Phù pha chút vui mừng, cậu quay phim xong rồi à? Xong rồi, không xong thì mình cũng phải tự kết thúc, châu Phi đúng là không phải nơi dành cho con người, mình sắp đen thui rồi. Minh Phù khen cô ấy, dù sao thì cậu vẫn rất đẹp. Bé Phù của chúng ta đúng là ngọt ngào, nào, cho chị hôn một cái. Vì biết Minh Phù còn đang ở ngoài, hai người nói chuyện một lát rồi tắt máy. Giao diện điện thoại tự động quay lại danh sách tin nhắn, Minh Phù nhìn ngay thấy khung chat được ghim trên đầu. Tin nhắn cuối cùng là từ một tuần trước, là Trần Tự Chu hỏi cô khi nào về nhà. Minh Phù không trả lời, anh cũng không nhắn thêm tin nào. Nghĩ đến ngày mai phải về, khuôn mặt nhỏ nhắn của Minh Phù nhăn nhó, cô đặt điện thoại lên bàn rồi dùng trán đập nhẹ vào màn hình. Cô đúng là một kẻ hèn nhát, thích một người mà không dám thẳng thắn, không dám hỏi cũng không dám nói. Ngay cả ánh mắt nhìn anh cũng phải che giấu nhiều lần. Sợ rằng anh sẽ nhận ra. Minh Phù, Phùng Việt bước ra ban công thấy hành động trẻ con này của Minh Phù, cười hỏi, em đang làm gì vậy? Minh Phù nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu, mắt mơ màng. Một lọn tóc nghịch ngợm lọt vào khóe miệng cô. Trái tim Phùng Việt khẽ động, anh ấy đưa tay ra. Minh Phù nhìn tay anh ấy càng lúc càng gần, đột nhiên tỉnh táo lại, đứng bật dậy từ ghế sofa, đã xong rồi sao? Ánh mắt Phùng Việt thoáng buồn, anh ấy rụt tay lại, ban tổ chức muốn chúng ta qua chụp ảnh chung. Được, vậy đi thôi. Minh Phù lấy điện thoại chuẩn bị cất vào túi, màn hình vẫn sáng, cô định tắt thì thoáng nhìn thấy giao diện, bỗng nhiên sững sờ tại chỗ. Một phút trước, cô đã nhắn tin cho Trần Tự Chu. Một chuỗi chữ Hán lẫn lộn với chữ cái, hoàn toàn không giống tin nhắn của người bình thường.
Cô vội vàng thu hồi lại tin nhắn, trong lòng cầu nguyện anh chưa nhìn thấy. Nhưng trong lúc hoảng loạn, cô lại nhấn nhầm nút xóa. Minh Phù ngỡ ngàng há miệng. Sao lại thế này chứ? Khi nhận được tin nhắn của Minh Phù, Trần Tự Chu đang bị Trình Lý kéo ngồi trên thảm nhà anh ta chơi game. Điện thoại đặt trên đùi, tiếng thông báo tin nhắn vang lên, anh nghiêng đầu nhìn. Cái tên bất ngờ hiện trên màn hình, tim Trần Tự Chu đập lỡ một nhịp, không biểu lộ cảm xúc, tiếp tục chơi game. Hai giây sau, anh ném tay cầm lấy điện thoại. Khi nhìn thấy nội dung tin nhắn cụ thể, anh cau mày. Lung tung thế này. Anh gửi một dấu hỏi chấm qua. Ngay sau đó, hai tin nhắn liên tiếp hiện lên. Trăng sáng chiếu hoa sen, xin lỗi, làm phiền rồi. Trăng sáng chiếu hoa sen, tôi gửi nhầm. Chu khẽ, một tiếng, ném điện thoại sang một bên. Tiếng la hét phấn khích của Trình Lý cùng với âm thanh chém giết từ loa phóng vào tay Trần Tự Chu, ồn ào không chịu nổi. Anh đá một cái, khi nào cậu đi? Trình Lý bị anh đá lệch một bên, mắt vẫn dán vào màn hình lớn, không đi, chơi xong game đã. Trần Tự Chu bực mình, về nhà cậu mà chơi. Định làm gì, một lát nữa em phụ tới nhà cậu à, sao gấp gáp đuổi tôi thế? Cậu ta đúng là giỏi ăn nói thật. Trần Tự Chu giật lấy tay cầm từ tay Trình Lý, mau cút đi, đừng làm phiền ở đây. Chết tiệt, con mẹ nó tôi sắp xong rồi mà. Trình Lý quay đầu trừng mắt nhìn Trần Tự Chu, người sau nửa ánh mắt cũng không thường cho anh ta, mặt lạnh như ai thiếu anh 8 triệu, thu dọn tay cầm game và tắt tivi. Anh ta nheo mắt, tỉ mỉ quan sát Trần Tự Chu rồi đưa ra kết luận, cậu theo đuổi người ta không thuận lợi đúng không? Trần Tự Chu liếc anh ta một cái, liên quan gì đến cậu? Nghe giọng điệu này, Trình Lý biết anh đã bị từ chối, liền xích mông lại gần, thân mật khoác vai anh, nói anh em nghe xem, có chuyện gì? Để tôi chỉ cho vài chiêu. Trần Tự Chu chẳng tin Trình Lý chút nào, gạt tay anh ta ra và bước vào bếp. Sao, cậu không tin tôi à? Kỹ năng tán gái của tôi không biết hơn cậu bao nhiêu lần. Trần Tự Chu xì một tiếng, cậu nghĩ Minh Phù giống mấy cô gái cậu tán sao? Trình Lý? Ừ, đúng là không giống thật. Những cô gái anh ta tán đều là loại có thể giải quyết bằng tiền. Trình Lý chột dạ sờ chóp mũi, nằm dài trên ghế sofa. Cầm điện thoại lên, nhàm chán lướt qua các bài đăng trên vòng bạn bè. Đến khi thấy một bức ảnh thì anh ta bật dậy chạy vào bếp, đưa điện thoại ra trước mặt Trần Tự Chu. Hóa ra cậu không phải theo đuổi bị từ chối, mà là theo đuổi đến mức người ta chạy mất tiêu rồi. Sợ Trần Tự Chu không nhìn rõ, Trình Lý phóng to bức ảnh, màn hình chỉ còn hai người. Người phụ nữ để tay trước người, cười tươi nhìn vào ống kính, người đàn ông đứng bên trái cúi đầu nhìn cô, khóe miệng giơ lên. Đó là một bức ảnh chụp chung, phóng to lên có chút mờ, nhưng kết hợp với tư thế đứng của hai người lại mang đến một cảm giác mập mờ. Ai nhìn vào cũng nghĩ đây là một cặp đôi hoàn hảo. Trần Tự Chu nhận ra người đàn ông đó chính là người lần trước ở cửa thang máy đã chạm vào tóc Minh Phù. Ánh mắt lạnh lùng, anh hỏi, ảnh này từ đâu ra? Trình An đăng lên vòng bạn bè, hình như là buổi giao lưu luật sư ở Thượng Hải. Hỏi cậu ta xem, buổi giao lưu khi nào kết thúc? Trình Lý đùa thì đùa, nhưng khi thấy Trần Tự Chu nghiêm túc, anh ta cũng nghiêm túc theo. Nghĩ rằng Trình An có thể không xem WeChat, Trình Lý lập tức gọi điện thoại. Điện thoại chỉ reo 2 tiếng đã được bắt máy, giọng Trình An vang lên, anh, có chuyện gì vậy? Em tham gia buổi giao lưu đó khi nào kết thúc? Hôm nay kết thúc rồi, sao thế anh? Nhận được thông tin cần thiết, Trình Lý không nói thêm, không có gì, cúp đây. Anh ta quay sang Trần Tự Chu, được rồi, ngày mai người ta sẽ về, lại sống bên cạnh cậu, gần gũi như vậy, cậu có lợi thế lớn hơn tên đàn ông kia nhiều. Nói xong, anh ta lại SSS một tiếng, tự mình phân tích, nhưng nếu ngày mai họ hẹn nhau đi chơi thì sao, không biết khi nào mới về, du lịch là thời điểm dễ xảy ra chuyện giữa nam nữ nhất. Đến lúc đó, ngồi thuyền trên sông Thượng Hải, ăn tối dưới ánh nến bên bờ sông, không chừng họ sẽ tay trong tay, thân mật trở về. Cạch một tiếng, Trần Tự Chu cắm con dao gọt hoa quả vào giá dao trên mặt bàn đá cẩm thạch, giọng lạnh lùng như kẹp băng, nói xong.
Ông phát ra từ loa lan tỏa khắp phòng khách. Cô độc muôn năm, thất tình vô tội, ai dám chắc một khi tỉnh giấc sẽ có người cạnh bên. Một câu hát vừa dứt, áp suất trong phòng khách rõ ràng giảm đi mấy độ. Anh ta chỉ vào điện thoại, nhìn Trần Tự Chu với vẻ vô tội, phân bua, tự động phát, không liên quan đến tôi đổi ngay đây. Nói rồi, tay lướt lên. Anh khi chẳng còn em nữa, khốn khổ hơn người ăn mày, nỗi đau ấy khắc sâu trong tim. Trình Lý ngồi bật dậy, không tin vào số phận, lướt lên lần nữa. Nực cười nhỉ, cuối cùng chỉ mình em già đi trong cô độc. Cái điện thoại này đúng là hỏng thật rồi. Người thất tình đâu phải là anh ta, mấy cái video này có ích gì cho anh ta chứ? Trình Lý tắt điện thoại, nhìn Trần Tự Chu, lấy lòng cười, anh trai, đây hoàn toàn là ngẫu nhiên. Trần Tự Chu không nhìn anh ta, vẫn ngồi xổm trước Lotus, giơ tay chỉ ra phía sau, 3 giây, cút ra ngoài. Mặc dù Trình Lý không thấy mình làm sai gì, rõ ràng điện thoại có vấn đề, nhưng vẫn không hiểu sao lại thấy chột dạ, khi đi ra đóng cửa cũng cẩn thận, sợ chọc giận công tử bên trong. Trình Lý vừa đi, phòng lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng điều hòa phát ra tiếng kêu khe khẽ. Lotus từ lâu đã biết nhìn sắc mặt chủ nhân, nhận ra tâm trạng Trần Tự Chu không tốt. Chu rất nề tình vỗ vỗ nó, giọng nhẹ nhàng như đang thì thầm, ngay cả mày cũng có lương tâm hơn cô ấy. Minh Phù và Phùng Việt trở về thủ đô vào chiều ngày hôm sau. Người ở văn phòng luật đã nghĩ sẵn việc tổ chức một bữa tiệc chào đón Minh Phù trở lại để xua đi những điều không may. Vì vậy, họ cử Hà Lai đi đón họ và đưa đến địa điểm tổ chức bữa tiệc. Môi trường làm việc tại văn phòng luật của họ rất tốt, không có khoảng cách tuổi tác, mọi người nói chuyện và cười đùa, ăn uống đến tận hơn 9 giờ tối mới giải tán. Mọi người khác đều tự lái xe về, Hà Lai lại chịu trách nhiệm đưa Minh Phù và Phùng Việt về. Nhà Minh Phù ở gần địa điểm tổ chức bữa tiệc, nên cô được đưa về trước. Xe không thể vào trong khu chung cư, Hà Lai đỗ xe bên ngoài, Minh Phù dặn dò Hà Lai đi cẩn thận, rồi mở cửa xe bước xuống. Phùng Việt cũng theo sau mở cửa xe bước xuống, để anh đưa em vào trong. Minh Phù từ chối, không cần đâu anh, em có thể tự vào được, đã khuya rồi, anh mau về đi. Với thời gian em từ chối, có thể đã đưa em vào đến nơi rồi. Phùng Việt cười một cái, xoay người đi trước vào khu chung cư. Minh Phù đành phải đi theo. Hai người giữ khoảng cách vừa phải, bóng họ dưới ánh đèn đường kéo dài trên mặt đất, thay đổi vị trí theo bước chân của họ, thỉnh thoảng còn chồng lên nhau. Khi đến dưới tòa nhà, Phùng Việt nhớ ra điều gì, đột nhiên hỏi, lần trước, người đó là bạn em à? Minh Phù ngừng lại, nhớ ra người mà Phùng Việt nói đến là hàng xóm. Lời vừa dứt, một tiếng chó sủa vang lên từ xa. Trong khu Thiên Thông Uyển, cư dân chủ yếu là dân công sở, giờ này hoặc là họ đang tăng ca ở công ty, hoặc làm việc tại nhà, hầu như không có ai ra ngoài đi dạo, tiếng chó sủa này rất nổi bật trong khu chung cư yên tĩnh và trống trải. Minh Phù nhìn về phía âm thanh phát ra, rồi sững sờ tại chỗ. Một tay Trần Tự Chu đốt túi, một tay cầm dây dắt chó, đứng dưới một gốc cây cách cô vài bước, ánh đèn đường chiếu từ phía đối diện, chia khuôn mặt anh thành hai nửa sáng tối rõ ràng. Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô. Lotus ngồi xổm bên chân anh, đôi mắt xanh biếc rất nổi bật trong đêm tối. Gió thổi qua, lông đen óng của nó lay động, nó và chủ nhân cùng nhìn về phía họ. Một lúc sau, Lotus chạy về phía trước vài bước, Trần Tự Chu không biết là do không kịp phản ứng hay thế nào. Dây dắt trong tay anh buông lỏng ra, Lotus dễ dàng chạy đến bên Minh Phù. Phùng Việt bước lên một bước, chắn trước Minh Phù, không cho Lotus tiến lại gần, nhíu mày nhìn Trần Tự Chu. Nhận ra anh, Phùng Việt nói với giọng không mấy thiện cảm, thưa anh, thành phố này cấm nuôi chó lớn, nếu anh không dắt chó cẩn thận mà để nó chạy lung tung sẽ gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người khác. Không sao, nó không cắn người. Minh Phù kéo dài khoảng cách với Phùng Việt, chủ động đưa tay gọi Lotus lại. Trần Tự Chu bước ra từ bóng cây, khi đến trước mặt Phùng Việt, anh dừng lại một chút, ngạo mạn một tiếng, liên quan gì đến anh? Nói xong, anh không nhìn hai người nữa, cũng không quan tâm đờ yến Lotus, xoay người đi vào tòa nhà. Tay Phùng Việt nắm chặt bên người, nhìn về phía Minh Phù, Minh Phù, anh. Anh, Minh Phù lạnh nhạt cắt lời anh ấy, cảm ơn anh đã đưa em về, anh về đi. Lotus đã đeo dọ mõm, nó rất ngoan, không làm phiền ai đâu. Dừng một chút, cô nói tiếp, ít nhất không làm phiền em rất thích nó. Cô ngồi xổm xuống, cầm đầu kia của sợi dây thừng lên nắm trong tay, rồi dắt Lotus vào trong tòa nhà. Khi Minh Phù bước vào, Trần Tự Chu vừa vào thang máy. Cô đang định trả lại dây dắt Lotus cho Trần Tự Chu và chờ thang máy tiếp theo. Kết quả Lotus lao vào thang máy, Minh Phù không kịp đề phòng bị nó kéo vào. Trần Tự Chu liếc nhìn cô một cái, rồi quay lại chú ý đến Lotus và huýt sáo, lại đây. Minh Phù đưa dây dắt cho anh, nhưng anh không nhận.
Suy nghĩ một lát, cô đặt dây sắt xuống mặt đất và quay lưng lại với anh. Không gian nhỏ hẹp sáng rực như ban ngày, mọi hành động đều có thể nhìn thấy rõ ràng, không cách nào tránh được. Minh Phủ cúi đầu, móng tay bấu vào quai túi, cố gắng phớt lờ người đứng sau. Thang máy dần dần lên cao, gần đến tầng 12, Trần Tự Chu đột nhiên lên tiếng, Minh Phủ. Tim Minh Phủ đập mạnh hơn một nhịp, móng tay bấu chặt vào quai túi, cô quay lại nhìn anh, sao vậy? Giọng nói của cô lộ ra sự căng thẳng khó nhận thấy. Đôi mắt đen nhánh hẹp và dài của người đàn ông dừng ở trên người cô, nhìn không ra cảm xúc, mới khá tò mò về một điều. Minh Phủ hỏi theo bản năng, điều gì? Có phải tôi đối xử với em không tốt không? Nếu không sao em lại có thể đùa giỡn tôi như thế? Anh là tiếng nói chuyện ồn ào và tiếng va chạm của bàn ghế. Ánh nắng buổi sáng gay gắt xuyên qua hành lang, Minh Phủ ôm một chồng sách, theo sau một người đàn ông mập mạp bước vào một phòng học. Tiếp theo là một tiếng hét, một bóng đen lao nhanh về phía cô. Theo phản xạ, cô nhắm mắt lại, nhưng cơn đau mà cô mong đợi không đến, chỉ nghe thấy một tiếng bốp nhẹ nhàng bên tai. Cô mở mắt ra, thấy một cậu thiếu niên đang cầm một quả bóng rổ lướt qua bên cạnh cô, không khí xung quanh vẫn còn lưu lại mùi hương lạnh lẽo quen thuộc. Cô nhìn thấy bàn tay cậu buông xuống bên cạnh, cô như bị ma xui quỷ khiến đưa tay ra muốn nắm lấy. Ngón tay cô sắp chạm vào mu bàn tay cậu thì cảnh tượng chuyển đổi, cô rơi vào một khu rừng đầy cây cao, lá cây trồng chất, che khuất cả bầu trời. Cô không thấy một chút ánh sáng nào, mù quáng chạy về phía trước. Không biết chạy bao lâu, phía trước cuối cùng cũng xuất hiện một tia sáng trắng. Cô chạy về hướng đó, khi gần đến đích thì một âm thanh chói tai đột ngột vang lên. Cô tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn trần nhà. Cô đã mơ thấy Trần Tự Chu. Chỉ chút nữa thôi, cô đã có thể nắm tay anh rồi. Nhịp tim dần dần ổn định lại, Minh Phủ lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, đứng dậy khỏi giường. Sau khi rửa mặt và chuẩn bị xong, cô bước ra khỏi nhà, liếc nhìn căn hộ bên cạnh. Kể từ lần cuối gặp trong thang máy, đã gần một tuần trôi qua mà cô chưa gặp lại Trần Tự Chu. Đôi khi cô tăng ca về muộn, đứng dưới nhà nhìn lên, chỉ thấy căn hộ của anh tối om. Có lẽ anh đã chuyển đi rồi. Tinh, một tiếng, thang máy đến. Minh Phủ rời mắt lại và bước vào thang máy. Sau vụ tai nạn xe lần trước, xe của cô được đưa đi sửa chữa. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, cô đi làm bằng xe buýt. Đúng giờ đi làm, trên đường có xe cộ qua lại, một chiếc Pagani màu đen đậu bên lề đường, ngoài ra không có gì đặc biệt. Cô cau mày, quay lại và nhanh chóng đi về phía văn phòng luật. Luật sư Minh. Nghe có người gọi mình, Minh Phủ quay đầu lại. Hà Lai đang đeo ba lô chạy về phía cô, trên tay cầm một quả trứng luộc nước trà xoay tròn trên không trung. Nhìn thấy người quen, Minh Phủ mới thở phào nhẹ nhõm. Hà Lai chạy đến bên cạnh cô, chỉnh lại quai ba lô bị trượt, hỏi, luật sư Minh, chị ăn sáng chưa? Minh Phủ cùng Hà Lai đi vào văn phòng luật, chưa, chị chỉ uống một ly cà phê khi dậy, không thấy đói lắm. Vậy chị lấy quả trứng luộc nước trà này đi, nếu đói còn có cái lót bụng. Không cần, em giữ lại mà ăn. Minh Phủ thấy trên cổ tay Hà Lai có đeo một dây buộc tóc màu hồng, hỏi anh ấy, em có bạn gái rồi à? Hả? Hà Lai nhìn cổ tay mình, xấu hổ gãi đầu, có rồi, nhỏ hơn em 2 tuổi, cứ nhất định bắt em đeo dây buộc tóc này để không có cô gái nào khác đến gần em, ngang ngược lắm. Lời tuy là phàn nàn, nhưng giọng nói lại lộ rõ vẻ tự hào. Minh Phủ mỉm cười, cô bé quan tâm em đấy, nhớ đối xử tốt với cô ấy. Chắc chắn rồi. Tiếng động cơ xe thể thao vang lên từ phía sau, âm thanh mạnh mẽ không thể bị bỏ qua. Con trai thường nhạy cảm với xe cổ, Hà Lai quay đầu lại nhìn, liền hét lên kinh ngạc, trời ơi, Pagani Zonda. Đẹp quá, không chịu nổi, em phải xì ít ẩy nước miếng rồi. Minh Phủ nhìn anh ấy thật sự lau khóe miệng, không khỏi bật cười, em cố gắng lên, mua một chiếc về mà lái. Chị, mặc dù lời khích lệ của chị rất tốt, nhưng giá xe khi vừa ra mắt là 50 triệu, chưa kể biển số độc đáo, em dù có cố gắng 8 đời cũng không đủ. Hà Lai hâm mộ lại liếc mặt một cái, rồi quệt nước mắt cay đắng, nghẹn ngào nói, có người lái xe thể thao đón người đẹp. Có người chen chúc xe buýt ăn trứng luộc nước trà, khoảng cách giàu nghèo thực sự quá lớn. Minh Phủ dừng lại một chút, an ủi anh ấy, không sao, ít nhất em cũng đã nhìn thấy nó rồi. Có lẽ cả đời người khác còn không có cơ hội thấy tận mắt chiếc xe này. Hà Lai, dường như hơi an ủi được đôi chút. Nói chuyện xong, hai người cũng đến văn phòng luật. Sau khi chấm công, Minh Phủ lên văn phòng trên tầng 2. Có lẽ do giấc mơ kia, Minh Phủ cảm thấy lòng mình trống rỗng, cả ngày đều có chút lơ đễnh. Kính thì có tiếng gõ cửa văn phòng. Mời vào. Phùng Việt đẩy cửa bước vào, đi đến trước bàn cô, tối nay có rảnh không? Hôm nay là sinh nhật Trình An, cậu ấy muốn anh mời cả em nữa. Minh Phủ sửng sốt, nhưng em không quen cậu ấy lắm mà.
Đàn chị nói vậy làm tôi đau lòng đấy. Một giọng nam bất ngờ khiến Minh Phù giật mình. Cô nhìn vào điện thoại trong tay Phùng Việt, đang hiển thị giao diện cuộc gọi. Xấu hổ từ trong lòng lan tỏa, Minh Phù ngượng ngùng nói, xin lỗi, tôi không nghĩ cậu lại mời tôi. Không sao, nhưng chị nhất định phải đến, không thì em thật sự sẽ buồn đấy. Minh Phù vốn không giỏi từ chối người khác, huống chi người ta mời cô đi dự sinh nhật mà cô lại nói không quen, cô cũng cảm thấy áy náy, được, tôi sẽ đi. Vậy thì quyết định vậy nhé, tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh Phùng, chị đi cùng anh ấy là được. Sau khi cuộc gọi kết thúc, Minh Phù nhìn Phùng Việt, đàn anh đi trước đi, gửi địa chỉ cho em sẽ mua quà rồi đến. Phùng Việt nhìn đồng hồ, bây giờ đã qua giờ tan làm rồi, có lẽ cũng không mua được quà gì tốt. Anh đã chuẩn bị hai phần, em cứ lấy một phần đi. Minh Phù bắt được hai chữ, hai phần. Phùng Việt cười giải thích, một phần là chuẩn bị trước cho sinh nhật một người bạn tuần sau, sợ quên nên chuẩn bị trước. Hôm nay em cứ lấy dùng tạm, anh sẽ bổ sung sau. Bây giờ thật sự cũng không mua được quà gì đàng hoàng, đã đồng ý tham gia sinh nhật mà mua quà qua loa thì không hay. Minh Phù suy nghĩ vài giây, rồi gật đầu đồng ý, vậy đàn anh, em sẽ trả tiền cho anh sau. Đi thôi, chúng ta đi cùng nhau. Trình An tuy nhỏ hơn Trình Lý vài tuổi, nhưng tính cách của hai anh em lại giống nhau y như đúc, chỗ nào vui nhộn là chỗ đó có họ. Anh ấy tổ chức sinh nhật ở quán bar lớn nhất thủ đô, đặt hai khu VIP liền kề và gọi hết bạn bè thân quen đến. Mình trên một bên sofa, hai chân dài duỗi thẳng, hai tay khoanh lại, mắt nhắm hờ. Vài sợi tóc rơi xuống che chán, trông anh lười biếng và tự nhiên. Mấy cô gái ở khu VIP thỉnh thoảng liếc nhìn anh, muốn gửi ánh mắt đưa tình, nhưng anh vẫn chưa mở mắt. Trình An chào hỏi mọi người xong, ngồi xuống bên cạnh Trần Tự Chu. Anh, bên kia có cô gái xin WeChat của anh, em có nên cho không? Trình Lý ngồi bên kia Trần Tự Chu đang cầm điện thoại chơi game, nghe vậy không ngẩng đầu lên, nói, nếu em có quan hệ tốt với cô ấy và muốn làm bạn sau này, thì đừng cho. Trình An suy nghĩ một lúc, dựa theo lời anh trai, kết hợp với dáng vẻ hiện tại của Trần Tự Chu không khác gì Diêm Vương sống, liền từ bỏ ý định làm mai. Có lẽ kiếp trước Trình An là Nguyệt Lão, rất hứng thú với việc làm mai mối, không thể làm mai cho anh trai mình, anh ấy còn một tập khác có thể giúp. Hai anh ơi, cho em bàn chút việc được không? Anh ấy lại nhích về phía Trần Tự Chu, hôm nay sinh nhật em, ngày vui trọng đại, em muốn tạo thêm niềm vui, kết nối một đôi tình nhân, các anh giúp em một tay được không? Trần Tự Chu bị anh ấy làm phiền mà mở mắt ra, chực một tiếng, đưa tay đẩy khuôn mặt đang tiến gần của anh ấy ra, không hứng thú, tự mà làm. Vì sao chứ? Trình An không hiểu, giúp một cặp đôi có được mối lương duyên tuyệt vời là một việc đầy thành tựu, sao có thể không hứng thú chứ? Trình Lý rất không nể mặt nở nụ cười một tiếng, nhân duyên của chính cậu ta đều nát bét, nào có tâm tình thúc đẩy người khác. Trần Tự Chu đá một phát, làm chân anh ta rớt khỏi cái ghế, muốn chết thì nói thẳng. Trình Lý bị đá lộp bộp một chút, nhưng lại thả một kỹ năng và nhận được một mạng. Anh ta cười hi hi thò lại gần, cảm ơn Chu Chu đã tặng cú đá phụ thêm. Trần Tự Chu chửi một câu, đồ ngốc. Anh ngồi thẳng lên, với lấy hộp thuốc lá trên bàn, rút ra một điếu và ngậm vào miệng. Trình An lập tức đưa bật lửa lên trước mặt anh. Anh, để em châm thuốc cho anh. Anh nghiêng đầu lại gần để châm thuốc, hai má hơi hõm vào, đầu ngón tay lóe lên màu đỏ thẫm, khói trắng từ từ bay lên. Xét vì em châm thuốc cho anh đã có hứng thú chưa? Trần Tự Chu nhướng mắt nhìn anh ấy, lại đây, tôi trả thuốc cho cậu. Trình An thấy ánh mắt lạnh lùng của anh, nửa người trên ngả ra sau, anh, thế thì khách sáo quá, không cần trả lại đâu. Trần Tự Chu xì một tiếng, cầm điếu thuốc dập đầu vào gạt tàn. Trình Lý nghe Trình An khăng khăng muốn làm mai, cũng nảy sinh chút hứng thú. Sau khi hoàn thành một ván game, anh ta cất điện thoại, vừa rót rượu vừa hỏi, bạn gì mà em lại sốt sắng làm mai thế? Thấy cuối cùng cũng có người lắng nghe, Trình An vội chia sẻ, là một đàn anh của em, hồi đi học anh ấy chăm sóc em rất tốt, anh ấy thích một cô gái nhưng chưa theo đuổi được, em đang muốn giúp anh ấy đây. Nói đến đây, anh ấy nhớ ra gì đó, móc điện thoại ra, em còn có ảnh của họ, trông rất xứng đôi, đây là bức chụp chung khi em đến Thượng Hải dự buổi giao lưu lần trước. Trình Lý vừa rót xong ly rượu và bỏ thêm đá vào, nghe lời Trình An nói, mắt anh ta giật một cái, tay lỡ buông làm đá rơi vào ly, rượu bê ắn ra, lan trên bàn trà. Trình Lý chậm rãi quay đầu nhìn Trần Tự Chu, thấy người kia nở nụ cười không rõ ý tứ. Anh ta vội nắm chặt lấy chân anh chàng bình tĩnh, đây cũng là em trai cậu mà. Trình An không nhận ra nguy hiểm đang đến gần, tìm thấy bức ảnh và định khoe cho hai người anh xem thì nghe có người gọi mình. Anh ấy ngẩng đầu lên, lập tức cười, đàn anh đàn chị, cuối cùng hai người cũng đến, chỉ còn thiếu hai người thôi. Hai người đàn ông ngồi trên sofa cũng đồng loạt nhìn về phía họ.
Một chùm ánh sáng từ đèn laser nhiều màu sắc chiếu tới, lướt qua Trần Tự Chu, chiếu sáng khuôn mặt lạnh lùng của anh. Minh Phù đứng ở phía bên kia bàn trà của khu VIP, qua làn khói thuốc bay lên, ánh mắt cô chạm vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Gặp lại bất ngờ sau một tuần khiến tim cô đập nhanh hơn, âm thanh xung quanh cũng bị ngắt quãng trong giây lát. Khi lấy lại bình tĩnh, cô luống cuống tránh ánh mắt của anh, đưa món quà trong tay cho Trình An. Chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn đàn chị thật tốt. Trình An nhận quà rồi quay sang Phùng Việt, giọng nói không còn khách khí. Đàn anh, quà của em đâu? Đừng nói là anh đến tay không đấy nhé. Đương nhiên Phùng Việt cũng thấy Trần Tự Chu, anh ta không ngờ vòng quan hệ lại nhỏ đến thế. Hóa ra Trần Tự Chu cũng quen biết Trình An. Anh ta lẳng lặng lấy lại một món quà khác, cười nói, đây chẳng phải là quà sao? Trình An kịp phản ứng, mập mờ, a, một tiếng, em hiểu rồi. Minh Phù hoàn toàn không ngờ sẽ gặp Trần Tự Chu ở đây, tâm trí rối bời, hoàn toàn không nghe thấy Phùng Việt và Trình An nói gì, cô chỉ nghiêng đầu nhìn về phía DJ. Hành động của cô trong mắt người khác tự nhiên là sự thừa nhận. Trần Tự Chu nhếch môi giễu cợt, dập điếu thuốc trong gạt tàn. Trình An nghĩ đến việc tối nay sẽ kết nối họ, liền mời Minh Phù và Phùng Việt ngồi vào bên trong để anh ấy thuận tiện phát huy. Trình Lý nhìn đứa em ngốc nghếch của mình thở dài, không biết Trình An lớn lên kiểu gì mà không biết nhìn mặt người khác. Em trai mình, phạm tội, anh ta lại phải đứng ra chuộc tội. Khi Minh Phù đi tới, anh ta di chuyển sang ghế sofa bên cạnh, để chống vị trí bên cạnh Trần Tự Chu. Trình An mở to mắt nhìn anh ta, anh làm gì vậy, đang yên đang lành lại đổi chỗ. Cả khu vực chỉ có ghế sofa Trần Tự Chu ngồi và ghế bên cạnh là ghế đôi, ghế bên cạnh không ai ngồi vì Trình An định để dành cho Phùng Việt và Minh Phù. Giờ Trình Lý đột ngột ngồi qua đó, nghĩa là Phùng Việt và Minh Phù phải ngồi tách ra. Làm gì là làm gì, chỗ này tốt, anh ngồi đây không được sao? Sức ép từ huyết thống vẫn còn, Trình An cũng không dám la lối bảo anh mình đứng lên. Anh ấy quay sang Trần Tự Chu, định nhờ anh nhường chỗ, anh có thể. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh, Trình An lập tức im bặt. Không thể gây sự với người này. Anh ấy uất ức nhìn Minh Phù và Phùng Việt, chị ngồi đi, anh cũng ngồi đi. Minh Phù đứng giữa hai chiếc ghế, do dự, cô nhìn Trần Tự Chu, người đàn ông không biểu cảm dựa vào sofa, khí thế lạnh lùng. Cô đoán chắc Trần Tự Chu không muốn thấy cô, Minh Phù mím môi, rồi ngồi xuống ghế sofa của Trình Lý. Việt ngồi cùng Trần Tự Chu. Trình Lý, đờ mờ, chết tiệt. Sao anh ta lại quên Minh Phù cũng có thể chọn ngồi cạnh anh ta nhỉ? Dù vậy, cô ngồi cạnh anh ta vẫn tốt hơn ngồi cùng Phùng Việt. Trình Lý âm thầm an ủi bản thân và chào Minh Phù, em Phù. Minh Phù gật đầu đáp lại và hỏi, Trình An là em trai cậu à? Đúng vậy, Trình Lý với ý định chăm sóc tốt Minh Phù thay Trần Tự Chu, chọn một chai rượu nhẹ từ trên bàn và mở ra cho cô. Rượu này độ không cao, khá hợp với con gái, cậu thử xem. Tôi cảm ơn. Minh Phù nhận lấy chai rượu và cắm một ống hút vào. Trình An luôn nhớ mình là ông tơ, không quên tạo cơ hội cho Phùng Việt và Minh Phù. Anh ấy NS gọi mọi người, ngồi không thì chán lắm, chơi gì đi nào. Sinh nhật là của anh ấy, nên mọi người đồng ý, được thôi, chơi gì thì cậu nói đi. Trình An suy nghĩ một lát, lấy một chai rượu rỗng và bộ bài đặt giữa bàn, vậy thì chơi trò quen thuộc trên bàn nhậu thật hay thách nhé. Mọi người chọc ghẹo, nghe quê quá, giám đốc Trình bắt đầu thích nghệ thuật rồi à. Cứ tưởng cậu sẽ nói ra trò gì mới lạ chứ. Trình An ném vài cái nhìn sắc lẹm, nói quê mà các cậu không chơi à? Nếu không có trò này, bạn gái các cậu ở đâu ra? Một người giơ tay đầu hàng, lỗi của tôi, chơi thôi nào. Tôi là nhân vật chính nên tôi quay trước. Trình An xoa tay, rồi quay chai rượu. Chai rượu va vào mặt bàn kính phát ra âm thanh trong trẻo. Vài giây sau, chai dừng lại, miệng chai hướng về người đàn ông vừa trêu ghẹo anh ấy. Đừng chọn gì cả, tôi chọn giúp cậu làm điều thách. Trình An chỉ vào Trần Tự Chu. Làm anh tôi cười, lần sau quay đến cậu sẽ được miễn hai lần. Người đàn ông liếc nhìn Trần Tự Chu, rất nhanh chọn lựa, tôi uống rượu. Trình An chờ câu này, rót đầy ly rượu và đưa cho anh ta, đừng làm bộ nhé, có bao nhiêu cô gái đang nhìn kia. Người đàn ông giơ ngón tay cái, nhận ly rượu và uống cạn, rồi quay chai lần nữa. Lần này đến lượt một cô gái, cô ấy rút lá bài và lật lên. Dùng miệng ngậm ly rượu và cho người khác giới đầu tiên bên trái uống. Những người ở đó đều là bạn của Trình An, quen biết lẫn nhau. Cô gái vỗ vai người đàn ông bên cạnh, anh bạn, hợp tác chút nhé. Cô ấy chọn một chiếc ly nhẹ cắn vào miệng, quỳ một chân lên sofa và cúi đầu xuống điều khiển ly rượu đổ xuống. Người đàn ông há miệng đón nhận, uống nửa ly rượu. Sau khi cho uống xong, cô gái quay chai lần nữa. Lần này đến lượt Trình An, có lẽ nhờ may mắn sinh nhật, anh ấy rút được câu hỏi thật, bị hỏi đêm mấy lần,
Trình An không chút ngại ngùng, 3-4 lần, nhiều quá cũng không tốt. Mọi người reo lên, ồ, phòng phát ra. Nên chuyển tới cô, tự lừa dối mình dựa vào sofa, cố gắng thu nhỏ lại cảm giác tồn tại của mình. Nhưng hết lần này tới lần khác trời không chiều lòng người, điều bạn càng sợ hãi thì càng dễ xảy ra. Khi chai rượu và ánh mắt của mọi người đều hướng về phía cô, Minh Phù bất đắc dĩ buông ống hút trong miệng ra. Thật đúng là sợ cái gì thì cái đó đến. Nuốt trôi ngụm rượu trong miệng, cô nghiêng người rút một lá bài. Thử thách lớn, uống rượu giao bôi với người đàn ông thứ hai bên phải. Lưu ý, giao bôi thực sự. Người đàn ông đầu tiên bên phải cô là Phùng Việt, tiếp theo là Trần Tự Chu. Cô quay đầu nhìn qua, chỉ thấy được khuôn mặt nghiêm của anh. Ngón tay cầm lá bài vì dùng lực mà trở nên trắng bệch, định nói sẽ chịu phạt uống rượu thì nghe thấy âm thanh chiếc ly chạm vào bàn không nhẹ không nặng. Trần Tự Chu rót hai ly rượu, đẩy một ly về phía cô, gõ ngón tay lên bàn, nhanh lên, đừng lề mề. Phùng Việt cười nhẹ nhàng, Minh Phù nhút nhát, hay để tôi uống thay cô ấy nhé. Anh có quan hệ gì với cô ấy? Ánh mắt lạnh lùng của Trần Tự Chu liếc nhìn anh ta, đến lượt anh uống thay à? Không khí căng thẳng đến mức như sắp bùng nổ. Trình An lúc này mới nhận ra có gì đó không ổn, anh ấy nhìn về phía Trình Lý, hy vọng có chút thông tin. Kết quả là Trình Lý chẳng thèm nhìn anh ấy, thậm chí còn có vẻ háo hức nhìn về phía Trần Tự Chu. Trình An, không cần ai thay, tôi tự làm. Minh Phù cầm lấy ly rượu, đứng dậy bước đến trước mặt Trần Tự Chu, làm phiền rồi. Trần Tự Chu không nói gì, đứng lên, cúi người giơ tay ôm lấy vai Minh Phù. Mùi hương đặc trưng của đàn ông ập đến, tay cầm ly của Minh Phù khẽ run lên, cô vòng tay qua cổ anh, đưa ly rượu lên miệng. Phùng Việt ngồi bên cạnh cụp mắt, sắc mặt có chút khó coi. Ánh mắt mọi người vây xem xoay tới xoay lui trên người ba người bọn họ. Một ly rượu nhanh chóng uống xong, cả hai tách ra, đều thể hiện một vẻ bình thản. Nếu không phải vừa rồi Trần Tự Chu thể hiện sự mạnh mẽ, mọi người chỉ nghĩ rằng họ chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ. Quay trở lại chỗ ngồi, Minh Phù quay chai rượu. Lần này chai rượu dừng lại ở Trình Lý, anh ta rút lá bài có nội dung là gọi điện tỏ tình với người liên hệ đầu tiên trong danh bạ. Trình Lý lấy điện thoại ra đặt lên bàn, mở danh bạ gọi cho người liên hệ đầu tiên. Hệ thống báo rằng số điện thoại của người đó đã tắt máy, anh ta nhún vai, không phải lỗi của tôi, đối phương không nghe máy. Trình An cũng học theo anh ta buông tay, uống đi anh. Trình Lý rất thoải mái uống hết 3 ly rượu. Phù ngồi bên cạnh anh ta, nhìn lướt qua số điện thoại hiển thị trên màn hình, cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng cô không thể nhớ ra đó là số của ai. Mọi người trong phòng đều đã quay được một lần, chỉ còn Trần Tự Chu chưa bị chọn lần nào, dường như trời cũng không thể chịu được nữa. Lần này Trình Lý quay đúng vào anh. Trình Lý giả vờ chỉ vào lá bài trên bàn, rút đi, cuối cùng cũng đến lượt cậu rồi. Trần Tự Chu lật lá bài trên cùng lên, rất đơn giản, một thử thách lớn. Hát trước mặt mọi người, không giới hạn bài hát. Vô lý, tại sao thử thách của cậu lại đơn giản như vậy chứ? Trình Lý trợn mắt, sau đó nghĩ ra điều gì, cười lớn, hát trước mặt mọi người thì không chỉ trước mặt chúng ta, cậu phải lên sân khấu mà hát. Trần Tự Chu nhìn lá bài vài giây, sau đó đứng dậy, bước về phía sân khấu. Với chiều cao và đôi chân dài của mình, anh thu hút không ít ánh nhìn của các cô gái từ những bàn khác khi đi qua. Anh bước lên sân khấu, vừa lúc ca sĩ kết thúc một bài hát, trao đổi vài câu. Ca sĩ đưa cây đàn guitar cho anh. Trình Lý thảnh thơi dựa lưng vào ghế sofa. Các cậu sướng tay rồi. Chu Chu của chúng ta hát chỉ có hai chữ, tuyệt vời. Thật sao, tôi chưa từng nghe anh Chu hát bao giờ. Phải ghi lại thôi, biết đâu bán được lại phát tài. Thiết bị đã sẵn sàng, chỉ chờ anh ấy cất tiếng hát thôi. Nói rồi, thật sự có người giơ điện thoại lên chuẩn bị quay video. Âm nhạc quen thuộc vang lên, Minh Phù không tự chủ mà siết chặt tay đang cầm lon nước. Phần thân trơn nhẵn nhanh chóng bị bóp lõm một chút, cô dương mắt nhìn lên sân khấu. Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế cao, guitar đặt trên đùi, cúi đầu, những ngón tay dài và rõ ràng của anh lướt trên dây đàn. Ánh đèn thay đổi liên tục chiếu xuống, lúc sáng lúc tối trên người anh. Đến một đoạn nào đó, Trần Tự Chu tiến gần micro. Nguyện cùng hỏa tiễn đưa em bay lên bầu trời. Trên trời cao này chỉ có hai chúng ta. Sống đến 1000 tuổi chúng ta vẫn yêu nhau. Có em bên cạnh khiến anh thật hạnh phúc. Giọng hát trong trẻo của anh khi hát tiếng Quảng Đông mang một nét dịu dàng đặc biệt,
dần dần thu hút sự chú ý của mọi người trong quán bar. Minh Phủ cứng đờ người trên ghế, không rời mắt khỏi Trần Tự Chu trên sân khấu. Khi một bài hát gắn liền với một người, bài hát đó sẽ có một ký ức độc nhất vô nhị. Khoảnh khắc tiếng hát vang lên, Minh Phủ như quay lại buổi trưa nóng nực của năm học lớp 11. Cậu thiếu niên tựa lưng vào ghế, ánh nắng chiếu qua kẽ lá rơi xuống, môi cậu nở một nụ cười vừa nghịch ngợm vừa xấu xa, có chút đắc ý nhìn cô, âm cuối kéo dài đầy mê hoặc nhìn lén mình à, cô bạn nhỏ cùng bàn. Hình ảnh cậu thiếu niên dần hòa vào hình ảnh người đàn ông trên sân khấu, người ấy dường như cảm nhận được điều gì, bất ngờ ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua ánh đèn lung linh mờ ảo, chạm vào ánh mắt của cô. Trong mắt anh lộ ra cảm xúc nóng rực lại ngay thẳng, tiếng hát không ngừng. Anh và em bên nhau thật lâu, mỗi giây phút đều cần có em. Trình Lý liếc nhìn Minh Phù, giả vờ như vô tình nói, ai bảo cậu ta hát tình ca làm gì, cũng không biết hát cho ai nghe, xến quá. Minh Phù cúi đầu, che giấu cảm xúc đang dâng trào trong mắt. Hát xong một bài, Trần Tự Chu trở lại, liếc nhìn Minh Phù thấy cô cúi đầu, cảm giác cổ họng khô khốc vô cùng. Sắc mặt anh lại lạnh xuống, ngồi lại ghế sofa, rót một ly rượu uống cạn. Tự Chu, một giọng nữ vang lên từ phía bên ghế sofa, anh cũng ở đây chơi à? Minh Phù nhạy cảm với giọng nói này đến mức dù trong môi trường ồn ào như thế, cô vẫn có thể nhận ra ngay chủ nhân của giọng nói là ai. Không cần nhìn. Trần Tự Chu ngẩng đầu nhìn, thấy người đến, hở hững đáp một tiếng, ừ. Đình Hân không hề để ý đến sự lạnh lùng của anh, nếu không phải anh vừa lên sân khấu hát, tôi còn không nhìn thấy anh đấy. Khi tâm trạng Trần Tự Chu không tốt, anh không muốn nói thêm nửa chữ, nên không đáp lại Đinh Hân, tự mình rót thêm một ly rượu. Ánh mắt sắc bén của Trình Lý đảo quanh người Đinh Hân, nghĩ rằng có thể đây là cơ hội đột phá, liền gọi Đinh Hân, người đẹp qua đây chơi cùng nhé. Đinh Hân vui vẻ đồng ý, được thôi. Chỗ ngồi đã đầy, Trình Lý nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở em trai mình, Trình An, đứng dậy đi, nhường chỗ cho chị đẹp ngồi. Trình An ngơ ngác, hả? Hả cái gì? Đứng dậy nhanh lên, không thấy người ta đứng bên cạnh em à? Em không thấy ngại sao? Trình An, ồ, một tiếng, đứng dậy, chị ngồi đi. Chỗ của Trình An chỉ cách Trần Tự Chu một lối đi hẹp, bây giờ đổi thành Đinh Hân ngồi xuống. Cô ấy không ngồi ngay ngắn, chân nghiêng về phía Trần Tự Chu, hỏi, mọi người vừa chơi gì vậy? Chơi trò, thật hay thách, Trình Lý đảm nhận vai trò chủ trò, Trần Tự Chu, quay chai đi. Không muốn chơi nữa, các người chơi đi. Trình Lý lập tức ném một viên giấy chính xác vào người anh, hôm nay là sinh nhật Trình An, cậu đừng làm em ấy mất hứng, nhanh lên. Trình An nghe vậy, đứng bên cạnh chớp chớp mắt ngơ ngác. Đây là sinh nhật của anh ấy sao? Sao anh ấy cảm thấy không giống vậy? Trần Tự Chu cầm viên giấy trên người lên, không kiên nhẫn, chập một tiếng, nhưng không từ chối nữa, liền quay chai. Chai quay mười mấy vòng, tốc độ chậm dần, cuối cùng miệng chai hướng về phía Đinh Hân vừa ngồi xuống. Đinh Hân cười cảm thán, may mắn của tôi cũng khá đấy, vừa ngồi xuống đã bị chọn, có phải rút lá bài không? Trình Lý gật đầu, đúng vậy. Đinh Hân lật lá bài trên cùng, là một câu hỏi trong trò nói thật. Một câu hỏi rất đơn giản và nhàm chán, hỏi có thích ai không? Nhìn thấy nội dung trên lá bài, Trình Lý nhướng mày. Mẹ nó ông trời cũng đang giúp để làm Mai Minh Phù và Trần Tự Chu. Trình Lý đọc từng câu từng chữ nội dung trên lá bài, ánh mắt chú ý đến phản ứng của Minh Phù. Đương nhiên là có, Đinh Hân rất hào phóng tặng kèm một đáp án, hơn nữa, anh ấy đang ở đây. Quán bar không biết từ khi nào đã chuyển sang chế độ u sầu, tiếng nhạc buồn nhẹ nhàng lan tỏa khắp mọi góc. Ở nơi phương xa vọng lại tiếng sáo. Nhưng tôi chỉ quan tâm đến những tin tức về em. Tòa lâu đài vì tình yêu mà bảo vệ bí mật. Ngoài Trần Tự Chu, không ai ở đây quen biết Đinh Hân, nên người mà cô ấy nói thích là ai thì đã quá rõ ràng. Phạm vi ánh mắt mọi người lướt qua lại có thêm một thành viên. Tiếng hát trên sân khấu cũng ở trong tầm mắt mọi người lưu truyền đạt tới phần cao trào. Rõ ràng là anh ta dịu dàng hơn tôi. Và có thể anh ta sẽ cho em còn nhiều hơn thế. Vậy nên em không cần phải lựa chọn nữa, tôi sẽ tự thay đổi thành bạn của em. Minh Phù đột nhiên không thể ngồi yên được nữa, cảm giác chua xót trào lên hốc mắt. Cô đứng dậy khỏi ghế sofa, nhỏ giọng nói, tôi đi vệ sinh, mọi người cứ chơi tiếp đi. Trần Tự Chu luôn chú ý đến động thái của cô, thấy vậy liền đứng dậy theo bản năng, bước vài bước, cổ tay bị ai đó kéo lại từ phía sau. Đình Hân nhìn anh, Tự Chu, anh biết tôi nói về ai mà, đúng không? Không có hứng thú biết. Trần Tự Chu gạt tay Đinh Hân ra, sắc mặt lạnh lùng, nhưng tôi có thể nói cho cô biết người tôi thích là ai, chính là người vừa đi khỏi đây. Nói xong, anh bước nhanh theo. Những người có mặt, ngoài Phùng Việt và Đinh Hân lộ vẻ ảm đạm,
Trình Lý với vẻ mặt điềm tĩnh, những người khác đều ngạc nhiên. Đặc biệt là Trình An. Cuối cùng anh ấy cũng hiểu tại sao lần đầu gặp Minh Phù lại thấy cô quen quen. Đây không phải là nữ chính trong mấy tấm ảnh quý giá của Trần Tự Chu sao? Phùng Việt đã biết kết quả là mình bị loại, hoặc có thể nói anh ta chưa bao giờ ở trong cuộc. Không cần tiếp tục ở lại, anh ta chào Trình An rồi rời đi. Trình An vẫn còn đang trong trạng thái hết sức khiếp sợ, chỉ mơ hồ đáp lại anh ta. Đình Hân cũng không ở lại nữa, quay về chỗ ngồi của cô ấy. Các nhân vật chính trong tầm mắt của mọi người đều đã biến mất, họ ngồi một lúc mới phản ứng lại được. Vậy là vừa rồi là tình tay tư sao? Không phải đâu, tôi cảm thấy là hai bên tình nguyện, còn hai người kia chỉ là phụ. Thật là một màn kịch lớn. Trình Lý thấy em trai ngốc nhà mình còn sững sờ tại chỗ không phục hồi tinh thần lại, đi đến vỗ vai anh ấy, thấy chưa, đây mới là người em nên mai mối. Nghĩa là suýt nữa em đã đẩy chị dâu tương lai cho người khác rồi. Trình An lẩm bẩm một câu, nuốt nước bọt, anh nói xem anh Chu có đánh chết em không? Nếu họ không sao thì em cũng không sao, nếu họ có chuyện thì tự cầu phúc đi. Có lẽ Trần Tự Chu sẽ nghĩ đến việc em gọi cậu ta là anh suốt hơn 20 năm mà tha cho em một mạng. Nhạc buồn trên sân khấu cũng đã đến hồi kết, yên lặng 2 giây chờ đến nửa đêm. Minh Phù trốn trong nhà vệ sinh một lúc lâu, mới kìm nén được cảm giác chua xót trong mắt. Cô lấy khăn giấy lau khô tay, xoay người bước ra ngoài. Vừa qua khỏi góc rẽ, cô dừng bước. Người đàn ông tựa lưng vào tường, miệng ngậm điếu thuốc, ánh mắt hướng thẳng về phía nhà vệ sinh, rõ ràng đang chờ ai đó. Thấy cô bước ra, Trần Tự Chu đứng thẳng dậy, dập tắt điếu thuốc vào thùng rác bên cạnh. Minh Phù thoáng nghĩ anh đang chờ mình, nhưng nghĩ đến Đinh Hân, cô cụp mắt, giả bộ không thấy anh, kiên trì đi ra ngoài. Khi đi ngang qua anh, Minh Phù vô thức tăng tốc bước chân. Cổ tay đột nhiên bị nắm chặt, cô bị kéo mạnh, trước mắt nhoáng lên một cái, lưng đập vào tường, hai tay bị giữ chặt áp lên tường, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai cô truyền đến một trận đau đớn đau rát. Giọng nói của người đàn ông bị rượu ngấm dần khàn khàn lại quyến luyến, thích tên luật sư đó à? Vậy tôi phải làm sao đây? Huyên náo ngoài hành lang mông lung truyền tới, tiếng thì thầm của người đàn ông kề sát bên tai rung động đến mức chói tai, tim Minh Phù dần đồng điệu với những nhịp trống mãnh liệt. Cô cố gắng giật tay ra, nhưng đối phương càng siết chặt hơn. Khi cô vừa định nhấc chân, anh đã đoán trước được và kìm chặt lại, chặn đứng mọi khả năng cô bỏ trốn. Trần Tự Chu từ vai cô ngẩng đầu lên, thân hình cao lớn bao phủ kín cô, trốn cái gì? Không dám trả lời tôi à? Đôi mắt đen của người đàn ông nặng nề, đôi mắt đỏ hoe, như có cảm xúc bị đè nén không kìm nén được đang trào dâng. Trông anh như rất buồn. Nhưng người đáng buồn không phải là cô sao? Một lần nữa lại chứng kiến người khác bày tỏ tình cảm mãnh liệt với anh. Anh có gì mà phải buồn chứ? Ngón tay Minh Phù cuộn tròn, cô bỏ cuộc, không chống cự nữa, anh muốn tôi trả lời gì? Giọng cô run rẩy. Cảm xúc vừa bình ổn lại tan vỡ, sự chua xót trào dâng, cô lập tức cụp mắt, lần này không thể kiềm chế được, nước mắt lan dài. Trần Tự Chu sững sờ, cảm giác như có gì đó đâm vào tim, đau nhói. Anh chưa bao giờ thấy Minh Phù khóc. Bàn tay đang nắm cổ tay cô buông lỏng, lúng túng và vụng về lau nước mắt cho cô. Người đáng khóc phải là tôi chứ, anh nói trong thất vọng, tôi không hỏi nữa, em muốn thế nào cũng được. Minh Phù né tránh bàn tay anh, lau mặt qua loa, giọng nghẹn ngào rất nặng. Anh đã có bạn gái rồi, đừng đến làm phiền tôi nữa. Trần Tự Chu cau mày, tôi có bạn gái bao giờ? Minh Phù im lặng. Nói ra câu đó đã là nỗ lực lớn nhất của cô. Trần Tự Chu nhận ra điều gì đó, anh lại nắm cổ tay Minh Phù, một tay nâng mặt cô lên, ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô. Chẳng phải tôi đang theo đuổi em sao, lấy đâu ra bạn gái? Cuối cùng nói ra được những lời đã kìm nén bấy lâu, Trần Tự Chu cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Lúc gặp lại, anh cố tình giả vờ không quen biết vì trong lòng có sự bực bội, nhưng lại không thể không tiến gần cô hết lần này đến lần khác, cũng không nỡ tỏ ra lạnh lùng với cô. Anh trở về nước là để tìm cô, chuyển đến nhà bên cạnh chỉ để gần cô hơn. Kết quả là cô lại lặng lẽ rời khỏi cuộc sống của anh lần nữa. Sau đó biết cô chỉ đi công tác ở Thượng Hải, anh thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng sau khi bận xong cô sẽ liên lạc với anh. Nhưng cô không làm vậy. Khi cô tắt máy, anh đã gọi vô số lần, gửi tin nhắn, cô không thể không thấy. Không trả lời cũng là một cách trả lời. Vì vậy anh không làm phiền cô nữa. Anh nghĩ mãi cũng không hiểu mình đã làm sai điều gì khiến Minh Phù thay đổi thái độ. Rõ ràng ngày hôm trước vẫn tốt đẹp. Khoảnh khắc đó, Trần Tự Chu chỉ cảm thấy bất lực. Bất lực vì không có chút tự tin nào đối với Minh Phù. Từ nhỏ anh đã được mọi người vờn quanh, muốn gì cũng dễ dàng có được. Dường như không có gì là anh không kiểm soát được. Kết quả là anh lại vấp ngã trước Minh Phù.
Ngày nhận được tin nhắn của cô, Trần Tự Chu cảm thấy trái tim treo lơ lửng mấy ngày đột nhiên được thả lỏng, nhưng khi mở ra chỉ thấy lời giải thích gửi nhầm tin nhắn. Nhưng ít ra không phải gửi nhầm người, cũng tốt. Trước đó, Trần Tự Chu chưa từng nghĩ mình lại đi soi từng chữ một trong tin nhắn của người khác. Khó khăn lắm mới chờ được cô về, lại thấy người đàn ông khác đưa cô về nhà, cùng người khác tham gia tiệc sinh nhật bạn. Cảm xúc bị đè nén bùng nổ, anh hỏi cô một câu trả lời, nhưng khi thấy cô khóc, anh cảm thấy mình thật tồi tệ. Anh đối với cô vẫn luôn không có cách, cũng vẫn luôn thỏa hiệp. Từ ngày thích Minh Phù, sự kiêu ngạo của Trần Tự Chu ở trước mặt cô trở thành thứ không đáng nhắc tới nhất. Minh Phù ngạc nhiên trợn tròn mắt, không kịp phản ứng ý tứ trong lời nói của anh. Anh đang theo đuổi cô sao? Trần Tự Chu đã lâu rồi không thấy cô biểu hiện ra ngoài như vậy, chạm đến đôi mắt ướt át của cô, hơi động lòng, cúi người tới hôn nhẹ lên mắt cô. Minh Phù nhắm mắt lại theo bản năng. Lông mi run rẩy của cô chạm vào môi anh, dòng điện yếu ớt lan tỏa dọc theo cột sống, mang theo cảm giác tê dại. Ít hầu Trần Tự Chu lăn lăn, nén xuống cơn xúc động đang trỗi dậy, lùi về chỗ cũ, tay trượt xuống nắm lấy tay cô và nhéo nhẹ, nghe ai đồn rằng tôi có bạn gái vậy? Giọng điệu trở lại vẻ bình thản mà Minh Phù quen thuộc, nhưng nghe kỹ, còn mang chút dỗ dành. Minh Phù mấp máy môi, không biết phải nói thế nào. Trần Tự Chu cũng không thúc giục cô, không nhẹ không nặng cầm lòng bàn tay cô chơi đùa. Thật sự là chỗ nào cũng lớn lên trong lòng anh, vừa chạm vào liền không nỡ buông ra. Một lúc lâu sau, Minh Phù mới lên tiếng, hôm đi tháo chỉ, ở bệnh viện nghe thấy. Trần Tự Chu cúi đầu nhìn cô, rồi sao nữa? Sự u ám tan biến, đôi mắt đen nhánh của anh sáng ngời, trong mắt chỉ có hình bóng của cô, cảm xúc rõ ràng dường như ấm áp hơn. Trái tim nóng bỏng của Minh Phù co rụt lại, cúi đầu nhìn tay họ đan vào nhau, hít một hơi, họ nói anh có bạn gái lâu năm, ở bên nhau từ thời đi học. Rồi anh và Đinh Hân là bạn học đại học. Tiếp đi. Còn nói anh vốn không định về nước, nhưng sau khi Đinh Hân về, anh cũng về theo. Bệnh viện trực thuộc Đại học Thanh Hoa đưa ra điều kiện tốt hơn, nhưng anh vẫn chọn bệnh viện thủ đô. Có lẽ vì Trần Tự Chu đã tỏ thái độ rõ ràng, Minh Phù cũng dũng cảm hơn. Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, những điều này anh chưa từng giải thích. Trần Tự Chu vẫn đáp, một tiếng, còn gì nữa không? Nếu không còn thì để tôi giải thích từng cái. Minh Phù lắc đầu, giọng buồn bã, không còn. Được, để tôi giải thích. Trần Tự Chu đưa tay vén tóc bên má cô ra sau tai. Về nước là quyết định từ lâu, chỉ là Đinh Hân về trước tôi. Chọn bệnh viện thủ đô là vì ông ngoại từng làm việc ở đó, và bệnh viện thủ đô cũng gần chỗ em sống hơn. Tôi nghĩ xác suất gặp em cũng sẽ cao hơn. Ngón tay Minh Phù khẽ cỏ vào mu bàn tay Trần Tự Chu. Giọng điệu Trần Tự Chu vẫn không nhanh không chậm, còn chuyện bạn gái lâu năm hoàn toàn là bịa đặt. Nhưng có một cô gái tôi thích từ lâu thì đúng. Minh Phù bất ngờ ngẩng đầu nhìn anh. Anh dường như đã biết trước phản ứng của cô. Khi cô nhìn lên, ánh mắt anh tràn đầy nụ cười nắm chắc phần thắng. Hỏi tôi nhiều vậy, cũng để tôi hỏi em một câu nhé. Minh Phù tưởng anh muốn hỏi câu mà cô chưa trả lời, nên lắc đầu trước, tôi không thích anh ấy, chỉ coi anh ấy là đàn anh. Trần Tự Chu nhướng mày, trêu ghẹo nhìn cô, tôi không định hỏi điều đó. Minh Phù hơi há miệng, quả thật là cô quá vội vàng. Anh rõ ràng chưa nói gì mà. Vậy anh muốn hỏi gì? Hôm đó không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại là vì tin lời đồn này. Minh Phù dừng lại một lúc, gật đầu. Thật ra cảnh tượng cô nhìn thấy hôm đó ở phòng làm việc mới là giọt nước tràn ly. Nhưng Trần Tự Chu đã giải thích đến mức này, Minh Phù thấy không cần thiết phải nói thêm. Trần Tự Chu cúi người, chán tựa vào vai cô, thở dài, không có lương tâm, tôi đã thích em bao nhiêu năm rồi. Giọng anh chứa đựng chút trách móc. Không ngờ anh đột nhiên dựa vào. Cảm giác bị cắn ở tay lập tức hồi phục. Minh Phù đứng cứng đơ, không dám động đậy, nhỏ giọng nói, xin lỗi. Sau này có còn hiểu lầm tôi nữa không? Không. Đi công tác có thể báo trước cho tôi không? Có. Cô gái nhỏ hỏi gì đáp nấy, ngoan ngoãn vô cùng. Trần Tự Chu mỉm cười, không chút đạo đức nào thừa nước đục thả câu, có thích tôi không? Minh Phù tuy cảm thấy áy náy, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, không bị lời nói của Trần Tự Chu làm lung lay. Nhưng anh đã nói thích cô nhiều lần như vậy, cô đáp lại một chút, có lẽ cũng là hợp lý. Nhìn thấy một bóng dáng lén lút. Hình như có chút quen thuộc. Cô quay đầu nhìn, Trình An đang